Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Casino của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Tuyệt đối chị đừng cho ai biết ngày chị về, số chuyến bay, ngày khởi hành, tất cả mọi chi tiết, dù thân đến đâu chị cũng phải giấu. Chẳng những không cho ai biết mà còn phải đánh lạc hướng nữa. Chẳng hạn mùng 4 chị về, chị cứ nói đại là mùng 8, mùng 9 gì đó. Lúc nào cũng cần phải cảnh giác. Chị hiểu ý tôi không? Thôi nghe chị, bye. Hiếu nói ngắn gọn nhưng rõ ràng rồi cúp máy. Lời dặn dò của Hiếu càng làm Xuyến lo sợ. Nhất là Xuyến đã oang oang thông báo với mọi người ngày về của mình. Hiếu khuyên nàng như vậy có nghĩa là chính Hiếu cũng đang sợ đường dây bạch phiến của gã có thể bị theo dõi. Và cứ sự thường, hễ một người bị bắt là cảnh sát sẽ dễ dàng phanh ra nguyên cả một hệ thống. Xuyến thở dài cất điện thoại vào bóp, rồi tiến lại cuối sân đón taxi đến nhà Hiên. Đêm giao thừa, Xuyến ở lại nhà Hiên đến gần 2 giờ sáng. Hiên để ý thấy giữa lúc cả nhà đang quây quần vui vẻ thì có khi Xuyến chợt ngồi thừ người, ánh mắt đờ đẫn buồn thiu, làm Hiên mấy lần mắng: "Chị nhớ anh bảo phải không? Làm gì mà cứ như người mất hồn thế?" Xuyến giật mình gượng cười. Thật ra thì đâu phải Xuyến thẫn thờ vì nhớ người yêu. Cuộc vui đêm nay không chọn chỉ vì Xuyến không tài nào đẩy ra khỏi trí óc 3 cái quần lót chứa bạch phiến đang để ở khách sạn, làm Xuyến ăn không ngon, ngủ không yên. Lại thêm những lời dặn dò cảnh giác của Hiếu mới đây, càng làm Xuyến phập phồng lo ngại chuyện bất trắc có thể xảy đến. Hiên quay sang bảo mẹ: "Mẹ ơi, mẹ có nhớ anh Bảo bạn con không? Hồi đó hay đến đây, đến nhà nhà mình ăn bún măng này." Bà Châu đang bóc bánh chưng ngẩng lên hỏi: "Chị, cái thằng Bảo chủ hiệu bánh mì chứ gì? Nó làm sao?" Xuyến đập tay vào vai Hiên, cản Hiên đừng kể vì chuyện tình chỉ mới bắt đầu, chưa có gì chắc chắn. Nhưng Hiên cứ nói: "Tiếng sét ái tình mẹ ơi. Vừa gặp chị Xuyến, Bảo bị hớp hồn ngay. Mấy hôm nay anh chị gắn bó với nhau lắm, dứt không ra." Bà Châu giật mình nhìn Xuyến rồi bình phẩm: "Ồ thế à? Ừ, thằng đấy thì khá, vừa giỏi vừa ngoan. Tao tiếc là tao chả còn đứa con gái nào mà gả cho nó." Rồi bà bảo Xuyến: "Này, bao nhiêu bà đòi gả con gái cho nó mà nó chỉ lo làm ăn, chả để ý đến ai. Trò đời nó vẫn thế cháu ạ. Lúc này nó có của nên nó kén lắm. Mà nó kén thì cũng phải. Nó sợ lấy phải cái đứa chả ra gì thì về ăn hết bánh mì của nó à. Cháu mà quen được nó thì dì mừng cho cháu đấy." Hiên tế nhị ngắt lời mẹ: "Mẹ nói như vậy mà không sợ chị Xuyến chị buồn à? Phải nói là anh Bảo quen được chị Xuyến thì mừng cho anh Bảo mới đúng chứ. Với lại chị Xuyến chị đâu có thích bánh mì. Ở Úc á, ăn bánh mì 10 năm nay chán thấy mồ rồi. Thành ra anh Bảo không lo chị Xuyến ăn hết bánh mì của anh ấy." Ông Châu đang khui chai rượu dừng tay quay nhìn Xuyến. Mấy hôm nay từ hôm Xuyến về, ông cứ cắm cúi dưới bếp cùng con rể, tức là chồng Hiên, và một bà giúp việc nữa, nấu nướng liên tục để phục vụ khách hàng dịp cuối năm. Hôm nay quán đóng cửa sớm, ông mới tắm rửa thay quần áo lên bày tiệc để chuẩn bị đón giao thừa. Xuyến nhìn ông thông cảm vì hai người đồng bệnh đỏ đen. Trông ông lúc nào cũng mệt mỏi và ánh mắt ưu tư, như đang tính toán hoặc nuối tiếc một điều gì. Giả như không có bà vợ quán Xuyến thì chắc giờ này ông cũng đã trắng tay, phải bán cả nhà như Xuyến ở bên Úc. Đánh bài tại casino như Xuyến, nếu thua thì chỉ vì vận đen và ít vốn, chứ casino không bao giờ bịp. Còn đánh bạc ở Việt Nam như ông Châu, thì ngoài yếu tố đỏ đen còn phải đối phó với bao nhiêu mánh khóe lường gạt mà nhiều người ngây ngô không biết. Ấy là chưa kể cái lối cho vay cắt cổ, tiền lời tính từng tháng, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ trong chớp nhoáng là người vay mất nghiệp. Nhìn ông, Xuyến thấy tội nghiệp vì biết ông cũng từng trải qua bao nhiêu trăn trở giống như Xuyến. Nàng định sáng mai đến chúc tuổi, nàng sẽ tặng riêng cho ông khoảng 200 đô Mỹ để ông có chút vốn thử thời vận ngày đầu năm. Ông Châu rót rượu ra ly rồi nhìn Xuyến gật gù bảo: "Cháu mới về có mấy hôm mà đã quen thằng Bảo thì lạ nhỉ. Bởi vậy người ta mới nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Xuyến chưa kịp nói gì thì Hiên hãnh diện lên tiếng: "Con là Mai đấy. Không có con rủ chị Xuyến đến dự buổi họp mặt tại nhà con Phượng.
rồi lôi chị giới thiệu với anh Bảo thì làm gì có cái chuyện thiên lý tương ngộ. Xuyến nhìn Hiên cười. Bà Mai đòi ăn đầu heo phải không? Thôi được rồi, tao cho mày nguyên cả con heo chứ phải chỉ có cái đầu thôi. Rồi Xuyến hướng về phía ông Châu và nghiêm trang nói. Dượng với dì đừng có nghe lời cái Hiên. Nó nói đùa cho vui chứ con với Bảo thì mới quen nhau thôi. Nói đúng ra là bạn học cũ mười mấy năm gặp lại. Đã đâu có gì đâu mà đòi ăn đầu heo. Ông Châu cãi. Bước đầu như thế cũng là tốt rồi cháu ạ. Dượng nghe người ta nói thằng Bảo nó khó tính lắm. Vậy mà bây giờ nó gặp cháu nó siêu lòng ngay, tức là đáng mừng rồi. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Xuyến vâng dạ cho qua câu chuyện mà lòng thấy nao nao buồn. Qua cách nói chuyện của bà Châu lúc nãy rồi bây giờ đến lượt chồng bà, Xuyến thấy rõ một điều là Bảo được đánh giá rất cao chỉ vì Bảo có tiền. Hình như đây là một quy luật phổ quát trong xã hội Việt Nam thời bây giờ. Nấc thang giá trị của con người chỉ được đong bằng thu nhập của người ấy. Ông bà Châu thấy Bảo có lò bánh mì và tiệm bánh ngọt, thế mà lại hạ mình kết bạn với Xuyến, đã một đời chồng lại thêm đứa con, thì ông bà coi là một sự may mắn kỳ lạ mà trời ban cho Xuyến. Tuy chẳng ai nói toạc ra điều này, nhưng Xuyến nhìn thấu cách suy nghĩ của họ đều như thế. Mà Xuyến đoán đúng, bà Châu từ lúc nghe Hiên báo cáo Xuyến và Bảo vừa trở thành cặp tình nhân, bà cứ bứt rứt mãi trong lòng là tại sao Bảo lại dại như thế. Dù thật lòng thương cháu, bà vẫn thấy cháu mình không xứng đáng với Bảo. Lúc hai mẹ con xuống bếp bưng thức ăn lên, bà lẩm bẩm nói nhỏ với Hiên. Còn Xuyến thì chỉ được cái mẽ là Việt Kiều thôi. Tuổi thì ba mươi mấy, rồi lại thêm đứa con riêng nữa. Trai 30 tuổi đang xoan, mà gái 30 tuổi đã toan về già. Già thật chứ trẻ chung gì. Huống hồ gì là nó lại từng bỏ chồng bên Úc. Mà tao nói thật nhá, kinh nghiệm đời tao ấy, đàn bà mà hễ cứ bỏ chồng một lần rồi thì thế nào lại cũng bỏ nữa. Chỉ tội là tội thằng Bảo thôi. Hiên phì cười cãi lại. Ôi, mẹ đứng về phe nào? Mẹ bênh anh Bảo hay là bênh chị Xuyến? Mẹ phải coi như là theo phe chị Xuyến chứ. Thế sao lại ngả về phía anh Bảo? Rồi mẹ lại nói là gái 30 tuổi đã toan về già. Trời, chị Xuyến với con cùng tuổi mà, như thế chắc con già lắm rồi phải không? Bà Châu phân trần. Mày thì chồng con yên ấm rồi, nói làm gì nữa. Nhưng mà mẹ bảo thật nhé, con Xuyến là tại vì nó ở nước ngoài, rồi nó ăn trắng mặc trơn chứ có vất vả như mày đâu. Thế mà nom nó còn già hơn cả mày nữa. Hiên biết đó chỉ là nhận xét chủ quan do lòng mẹ thương con, nên Hiên không nói gì nữa, lặng lẽ lên nhà tiếp tục dọn bàn tiệc. Cúng giao thừa xong, cả nhà ồn ào nhập tiệc, cỗ bàn bày ra giữa quán. Bánh chưng, giò thủ, giò lụa, dưa hành, tất cả đều do Chỉnh, chồng Hiên tự đảm trách. Mặc dù cả ngày bận bịu vặt lông cắt tiết vịt, nhưng Chỉnh có cái thú nấu nướng không biết mệt, và món nào cũng làm đến nơi đến chốn. Chỉnh không ăn nhiều nhưng thích nhìn người khác ăn ngon, nhất là những món do Chỉnh nấu. Xã hội Việt Nam ngày nay kiếm được một người đàn ông như Chỉnh phải nói là rất hiếm. Chỉnh chả có cái thú gì ngoài đam mê làm việc. Cờ bạc, rượu chè Chỉnh không màng tới, mà ngay cả hút thuốc lá như đại đa số thanh niên khác Chỉnh cũng không vướng vào. Lao động với Chỉnh là một niềm vui, rảnh rang lúc nào thì ngồi chơi với hai đứa con. Đang ở riêng, vợ Bảo dọn về chung sống với bố mẹ ở quán Hưng Thịnh. Chỉnh chấp nhận ngay, không một chút lưỡng lự, dù biết trước rằng về đây Chỉnh sẽ ngày đêm vất vả. Chả có cái nghề nào cực bằng làm nhà hàng, huống chi lại sẵn tính cần cù bẩm sinh như Chỉnh. Bạn bè có đứa gặp Chỉnh cứ cười là thời buổi này mà còn phải ở rể. Rồi có đứa hóm hỉnh đọc cho Chỉnh nghe câu ca dao: công anh làm rể trương đài, một năm ăn hết 12 vại cà. Chỉnh chẳng những không giận còn cười theo và bảo: nhà ấy thì chỉ toàn thịt vịt chứ lấy đâu ra cà. Tớ đang thèm cà quá mà cả năm có được ăn quả nào đâu. Hiên thì ồn ào xông xáo, rảnh một tí là phóng xe như bay ngoài đường. Trái lại Chỉnh thì thầm lặng ít nói, quanh năm chỉ ở trong bếp, ít có ai gặp ở đám đông. Nhờ thế mà hai vợ chồng sống với nhau rất êm đềm. Phượng có lần bảo Hiên: chắc mày phải tu mấy kiếp mới vớ được anh Chỉnh.
Đàn ông Việt Nam nói chung hư lắm mẹ ơi. Nghèo thì đánh vợ, giàu thì dở trứng. Suốt ngày vợ phải canh chừng. Chỉ có mày là sướng thôi. Chỉnh của mày đẩy ra đường cũng quay về, chả biết ăn chơi là gì. Quanh năm cơm nhà quà vợ. Hiên hiểu ý Phượng. Tuy Phượng chẳng nói ra, nhưng lời than của Phượng chứng tỏ Phượng đang đắng cay vì ông chồng hào hoa ở vào tuổi hồi xuân. Ngành xây dựng lúc này nở rộ khắp nơi nên thu nhập của Trần Cung rất khá. Mà thu nhập khá thì thể nào cũng sinh tật. Nó là cái mốt thời thượng của các đại gia ngày nay. Vợ để ở nhà lo việc nội trợ, các ông ra đường thì phải có đào nhí để giải sầu và để hãnh diện với bạn bè. Vì vậy mà bao nhiêu cô người mẫu thời trang đều có đất dung thân, chỉ lo ăn diện rồi nhởn như rong chơi ngoài phố, bởi tiền bạc đã có các đại gia bạo tay chu cấp. Hiên chỉ không ngờ Trần Cung chồng Phượng bây giờ cũng là một trong những đại gia hào phóng đó. Nó nhắc cho Hiên nhớ rằng có được một người chồng an phận như Trịnh thật là quý. Ăn xong, Hiên dục hai con lên gác ngủ, rồi rủ cả nhà ngồi đánh tam cúc. Trịnh chê tam cúc đánh chậm quá nên anh đòi rút bất, giống như bài cào, đánh nhanh đánh mạnh, đỡ mất thì giờ. Cả ông Châu và Xuyến đều không thích hai thứ ấy, tuy vẫn làm vẻ hăng hái nhập cuộc. Đối với người đã từng cá độ những món tiền lớn như ông Châu, hoặc từng ra vào casino thường trực như Xuyến, thì ngồi đánh tam cúc hay rút bất cỏ con đâu có gì hấp dẫn. Buồn ngủ là đằng khác, nhưng thấy không khí vui nên cả hai đều móc tiền ra tham dự. Bà Châu vừa pha trà vừa nhắc: "Thôi chơi độ một tiếng thôi, ngủ sớm mai còn phải dậy đi mừng tuổi." Xuyến đồng ý ngay vì nàng cần phải ngủ. Ngày mai gặp lại Bảo, nàng không muốn Bảo thấy khuôn mặt bơ phờ thiếu ngủ của nàng, cho nên nàng tiếp lời bà Châu: "Vâng, ngày mai ai cũng bận hết, nghỉ sớm rồi tối mai mình lại chơi." Tàn cuộc vui, Xuyến về đến khách sạn thì đã hơn 2 giờ sáng. Việc đầu tiên là nàng cúi xuống, lôi cái vali trong gầm giường ra, xem có dấu vết gì khác thường không. Rồi nàng mệt mỏi vào phòng tắm, chùi make up và thay quần áo đi ngủ. Sáng hôm sau mùng 1 Tết, Bảo là người đầu tiên đánh thức Xuyến chúc tuổi trong điện thoại. Xuyến ngồi dậy, đôi mắt cay xè, nói với người tình: "Em cứ tưởng là con Hiên nó gọi, là vì chỉ có hai người biết số của em là anh với nó thôi. Đêm qua em ở bên nhà tới gần 3 giờ sáng mới về. Em còn cẩn thận dặn nó là sáng nay không được đánh thức em sớm." Bảo vui vẻ ngắt lời: "Em dặn nó nhưng anh không có biết, là vì em đâu có dặn anh. Ngày đầu năm anh chúc em một câu rồi để em ngủ lại, ngủ cả ngày đi. Tối nay anh sẽ tranh thủ lại thăm em." Nếu mà anh bận thì thôi khỏi đến em cũng được. Chiều mai đằng nào em cũng lại nhà ăn Tết với gia đình anh mà." Rồi Xuyến đổi giọng trầm ấm hơn, tha thiết nói: "Anh à, hôm nay là mùng 1 Tết, nhưng thật tình thì giờ này em cũng chả biết chúc anh điều gì, bởi anh đang có tất cả mọi thứ rồi." "Có tất cả, nhưng mà quan trọng nhất là anh có em. Đó là món quà đầu năm ý nghĩa nhất mà trời ban cho anh. 30 mấy năm cuộc đời, Tết này là cái Tết anh vui hơn cả." Câu nói của Bảo làm Xuyến rưng rưng muốn khóc. Nàng ấp úng nói: "Anh Bảo à, anh nhớ những gì anh nói với em hôm nay nha. Lời nói ngày đầu năm, mùng 1 Tết, linh thiêng lắm. Em hy vọng không phải là do những xúc động nhất thời rồi lại quên ngay." Bảo nghiêm trang đáp: "Tại em mới quen anh có mấy ngày nên chưa biết tính anh. Đổi vé máy bay ở lại thêm một tuần nữa đi." "Thôi thôi, thôi thế này anh à. Mùng 4 Tết em về Úc, thu xếp công việc vài ngày rồi em bay vào Việt Nam ngay. Chừng đó em ở lâu hơn. Khi nào anh đuổi em mới về." Bảo hài lòng nói: "Như vậy cũng được. Thôi bây giờ em ngủ lại đi, tối anh gặp em." "Vâng, bye anh." Sực nhớ ra một chi tiết quan trọng, Xuyến vợ cúp phone thì lại bấm ngay cho Bảo và hỏi: "Ô, anh ơi, tiệc ở nhà anh tối mai có tất cả bao nhiêu đứa con nít?" 9 đứa. "Em định lì xì cho chúng nó phải không?" "Anh lo xong cả rồi, anh đã để sẵn 9 cái phong bao lì xì bỏ tiền trong đó rồi. Mai gặp anh sẽ đưa cho em để tối mùng 2 em phát cho chúng nó." Xuyến lặng người cảm động vì sự chu đáo của Bảo. Chưa biết nói gì thì Bảo lại thêm: "Nhưng mà quan trọng hơn cả là quà Tết biếu mẹ anh. Sấp vải may áo dài với lại cái sâu chuỗi đeo cổ.
Hai thứ đó mẹ anh thích lắm. Anh đã gói sẵn bỏ vào hộp. Mai anh giao cả cho em, rồi em mang lại tặng mẹ anh. Xuyến run run nói. Anh làm như thế thì em biết nói gì bây giờ? Mẹ chồng tương lai thì phải hối lộ chứ em. Câu nói của Bảo làm Xuyến càng bối rối. Nàng không ngờ Bảo tiến xa như vậy. Cứ tưởng chỉ quen nhau chơi chơi vậy thôi, chứ Xuyến đâu dám tính đến chuyện vợ chồng. Nàng nghiêm trang nói. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh nhớ nha, nếu mà bận việc nhà thì khỏi đến em tối nay. Bây giờ em ngủ một giấc rồi em chạy sang Khi Yên. Cúp phone rồi, Xuyến đứng dậy kéo hết màn cửa sổ lại để che bớt ánh sáng của mặt trời đang ló dạng. Nàng trở lại giường nằm một lúc khá lâu mới mệt mỏi ngủ thiếp đi được. Quá trưa, Xuyến giật mình thức giấc. Nàng mở mắt, xoay người nhìn ra phía cửa sổ nắng chan hòa, xuyên qua kẽ hở của tấm màn vải dày. Sực nhớ ra hôm nay mùng 1 Tết, Xuyến ngồi lên, lấy phone gọi về Úc nói chuyện với con gái, nhưng không gặp. Nàng đoán Tạo đang dẫn con đi chúc tuổi bên gia đình Tạo. Phía bên nhà Xuyến thì không có ai ở Úc. Mẹ Xuyến mất khi Xuyến đang học lớp 10. Ông bố hiện định cư với người vợ kế ở Mỹ và rất ít khi liên lạc với Xuyến. Cũng chính vì vậy mà Xuyến gắn bó với dì Châu, coi như chính gia đình mình. Xuyến cúp máy rồi cứ ngồi thừ trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại cách đây mấy năm, Xuyến chở con đến casino rồi bỏ con nằm ngủ ngoài xe để vào đánh bài một mình. Con bé thức giấc không thấy mẹ, ngồi chờ một lúc khá lâu rồi bắt đầu sợ hãi òa lên khóc. Nó đẩy cửa xe bước ra, đi lang thang trong khu Bắc Kinh, liên tục kêu tên mẹ. Một người Úc nhìn thấy, tội nghiệp hỏi chuyện rồi dẫn con bé lại giao cho nhân viên an ninh. Vụ này làm Xuyến bị cảnh sát bắt và báo chí loan tin. Tạo đi làm về, nổi điên lên tát Xuyến một cái nên thân. Xuyến biết mình có lỗi nên không dám gào thét, chỉ ngồi yên chịu trận. Tạo làm thợ máy ở nhà in luân phiên đổi 3 ca sáng chiều đêm nên lúc nào cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Tạo biết đây không phải là lần đầu Xuyến bê bối như vậy. Nhưng Tạo chẳng biết làm cách nào để Xuyến bỏ được tật cờ bạc, đành phải chia tay. Từ ngày ly dị, Xuyến thuê được căn buồng của bà chủ có hai đứa cháu sắp xỉ tuổi con gái Xuyến, nên càng thuận tiện cho Xuyến đi đánh bài vì có thể gửi con lại cho nó chơi với cháu chủ nhà. Càng dễ đi casino thì Xuyến lại càng kẹt tiền. Hôm nay nhớ lại chuyện cũ, Xuyến chợt thở dài ân hận. Nhưng cái chuyện cũ ấy bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là ba cái xì líp và cặp nịt vú giấu bạch phiến đang nằm trong vali dưới gầm giường, không phút nào không ám ảnh Xuyến, làm cái Tết ở quê nhà bên cạnh Bảo giảm hẳn niềm vui. Ngồi một lúc, Xuyến đứng dậy vào bồn tắm. Đằng nào thì cũng phải đến chúc tuổi dì Châu và vợ chồng Hiên. Trong lúc đánh răng, nàng xả nước ấm vào bồn để chút nữa vô nằm ngâm mình một lúc cho tỉnh táo. Nàng lấy làm lạ từ sáng đến giờ Hiên không phone cho nàng. Chẳng lẽ ngày mùng 1 bận đến thế hay sao? Thật ra thì không phải Hiên bận. Đã mấy lần Hiên định gọi, nhưng lại đoán rằng Bảo đang ở bên cạnh Xuyến, nên Hiên tế nhị không muốn quấy rầy hai người. Lúc Xuyến đến quán Hưng Thịnh thì cả nhà đều đã chia nhau đi chúc tuổi. Chỉ có mình ông Châu ở nhà để tiếp khách ngày đầu năm. Xuyến mừng lắm. Không có dì Châu và Hiên ở nhà, Xuyến có thể rút lui sớm về khách sạn nằm nghỉ. Nàng cần ngủ một giấc thật dài để mặt mũi tươi tỉnh, tối mai đến dự tiệc gia đình nhà Bảo. Nhìn thấy Xuyến xuống taxi, ông Châu ra đón tận cửa và nói ngay. Cháu vào chơi, vợ chồng con Hiên vừa dắt hai đứa con về bên nội. Còn dì cháu thì đi sang Thủ Thiêm, họ hàng nhà mình bên ấy đông lắm. Xuyến trịnh trọng nói. Dạ, đầu năm cháu kính chúc dì Dượng và gia quyến được mọi sự như ý, làm ăn tấn tới bằng năm bằng 10 năm ngoái ạ. Ông Châu cũng đáp từ theo đúng thủ tục ngày xuân. Dượng cũng chúc cháu như thế, và nhất là năm mới thì cháu có tin mừng để dì Dượng và các em uống rượu. Để khỏi mất thì giờ, Xuyến mở bóp lấy ra ba cái phong bao lì xì, hai cái cho hai đứa con Hiên, còn một cái đặc biệt nhiều tiền nhất thì Xuyến tặng ông Châu và Bảo. Chút quà đầu năm, cháu biếu riêng Dượng, chúc Dượng phát tài. Ông Châu cảm động nhận tiền và nhét ngay vào túi quần như sợ có ai trông thấy. Xuyến nói thêm vài câu rồi cáo từ.
Ông Châu ngạc nhiên hỏi: "Ơ thế mùng một Tết cháu không ở lại đây thì không nhẽ về nhà nằm ngủ à? Hay là ở lại chờ cái Hiên nó về?" Dạ, thôi Dượng ạ. Cháu chắc cũng chạy loanh quanh chứ đâu có về ngủ đâu. Ở khi nào Hiên nó về nhà thì nói nó gọi điện cho cháu nhé." Dứt lời, Xuyến bước lùi ra cửa chào ông Châu một lần nữa rồi rẽ ra ngã ba đường. Phố xá hôm nay đóng cửa im lìm, khác hẳn cảnh nhộn nhịp mấy ngày trước đây. Người qua lại thưa thớt và vội vã. Trong lúc đứng chờ taxi, Xuyến lấy cell phone gọi cho Bảo. Nàng nói: "Anh ơi, em đây, em vừa ở nhà Hiên ra, bây giờ em về hotel. Nhưng mà nếu anh bận thì thôi anh đừng có tới nha, mai đằng nào cũng gặp em." Bảo lúc ấy đang ở nhà bố mẹ vợ cũ. Từ ngày vợ mất, Bảo vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình bên ấy. Và ngày mùng một năm nào, Bảo cũng đến chúc tuổi, rồi có khi ở lại ăn tiệc đến khuya mới về. Nhưng năm nay thì khác, Bảo chỉ ghé qua cho đủ thủ tục rồi về ngay. Vì từ năm nay sẽ có Xuyến thay thế, người vợ qua đời. Bảo mau mắn đáp: "Em cứ về khách sạn đi, anh rảnh lúc nào thì anh tới lúc đó." Bảo chưa dứt câu thì có chiếc taxi chạy tới. Xuyến lao ra vẫy, chiếc xe thắng gấp rồi lùi lại một chút. Xuyến mở cửa chui vô và nói ngay: "Năm mới, chúc ông phát tài." Người tài xế dáng dấp lịch sự, vui vẻ quay lại đáp: "Cảm ơn bà, tôi cũng chúc bà vạn sự như ý. Thưa bà về đâu ạ?" "Ông cho tôi tới khách sạn đệ nhất đường Hoàng Việt." Tài xế cho xe lao đi và nói: "Vâng, gần đây thôi. Chắc bà là Việt Kiều về ăn Tết ạ." "Ủa, sao ông biết?" "Thưa, nhìn bà tôi đoán được phần nào. Với lại, nếu không phải Việt Kiều thì ở khách sạn làm gì?" "Vâng, ông nói đúng. Mùng một Tết, ông cũng chạy xe không ở nhà ăn Tết với gia đình à?" Tài xế hạ giọng trầm buồn phân bua: "Thưa bà, nếu có tiền thì mùng một Tết phải nghỉ chứ bà. Một năm chỉ có một ngày Tết thôi. Nhưng hoàn cảnh không cho phép bà, nói để bà thương. Tôi không phải là người chạy xe chuyên nghiệp, tôi là giáo viên cấp 3. Giáo viên thì bà biết rồi, cái nghề nghèo nhất nước. Ngày Tết người ta nghỉ, tôi thuê lại cái xe này, chạy kiếm thêm tí tiền lì xì cho các cháu." Xuyến nén tiếng thở dài. Ngày đầu năm bỏ ăn Tết để kiếm tiền mà chắc chả được bao nhiêu, bởi phải thuê xe, đổ xăng, trừ đầu trừ đuôi cũng gần hết. Xuyến thốt nhớ đến những canh bạc nàng đổ tiền ra như nước, rồi trắng tay lầm lũi ra về. Nàng thấy mình tội lỗi quá. Nàng hỏi: "Thế ông có đông con không?" "Cảm ơn bà hỏi thăm, tôi được 6 đứa ạ. Xuyến than: "Vất vả nhỉ." Rồi mở bóp lấy ra một cọc tiền. 5 phút sau, xe dừng trong sân khách sạn. Xuyến đưa cho ông sấp tiền và bảo: "Nhờ ông cầm về lì xì cho các cháu nhé. Chúc ông và gia quyến vạn an." Rồi không chờ tài xế nói thêm, Xuyến đẩy cửa, bước ra và đi nhanh vào tiền sảnh khách sạn. Xuyến đang tiến lại phía cầu thang thì có điện thoại. Nàng mở bóp và vui mừng đoán chắc là Bảo báo tin sắp lại gặp nàng. Nhưng nhìn thấy số phone lạ, nàng ngờ ngợ một chút rồi đưa lên nghe. Quả nhiên không phải Hiên, mà là chị Năm từ Úc gọi sang chúc Tết. Chị âu yếm nói: "Chị Năm đây em, chị Năm Australia đây em. Năm mới nghe, chúc em muốn gì được đó nghe." Xuyến giật mình lấm lét nhìn quanh rồi quay ngược trở ra sân, đi nhanh lại phía đầu nhà, ra mãi sát hàng rào, khuôn viên khách sạn. Người ra vào hotel khá đông, ai cũng áo quần tươm tất trong ngày đầu năm, và nhất là đa số là Việt Kiều về ăn Tết. Xuyến cố trấn tĩnh, gượng cười đáp lễ: "Dạ, em cũng chúc chị đánh đầu tháng đó. Hôm nay mùng 1, chị thử thời vận chưa?" Chị Năm cười thoải mái trong điện thoại: "Trời đất ơi, ta nè, em đoán hay thiệt đó nghe. Chị vừa mới kiếm được một mớ bộn luôn á. Ít bữa nữa em về, chị lì xì cho em nghe. Rồi mình tới Crown chơi. Chị giờ chị bỏ baccarat rồi em ơi, xuống đánh blackjack với em." Xuyến đang cố quên cuộc hành trình trở lại Úc để lòng thanh thản trong 3 ngày Tết bên cạnh Bảo, thì chị Năm lại khơi dậy, làm nàng buồn tê tái. Nàng nén tiếng thở dài đáp: Cảm ơn chị. Mùng 4 Tết em về, chị ra phi trường đón em nghe chị." Chị Năm nghiêm giọng nói: "Chị đâu có ra được đâu em. Nhưng mà chị lo hết rồi, mấy đứa em của chị sẽ đón em. Yên tâm đi. Mà em gặp anh Hiếu rồi phải không? Anh dễ thương lắm phải không?"
Xuyến đáp: Dạ vâng, em gặp rồi, anh ấy cứ đưa cho em. Chị Năm cắt ngang ngay bằng giọng lớn hơn: Thì ngày Tết mà em, bánh chưng bánh tét chút quà đặng em ăn Tết cho vui chứ có đáng gì đâu. Nhắc chuyện đó làm gì? Xuyến bây giờ mới hiểu ý chị Năm. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Chị gọi chúc Tết Xuyến chỉ nhằm mục đích giữ mối thân tình và trấn an Xuyến, để Xuyến lo cho xong công tác bạc triệu của chị, chứ có tình nghĩa gì đâu. Xuyến biết ý nên giã từ: Thôi nghe chị, người nhà em đến đón em về ăn Tết, em đi đây, bye chị. Chị Năm ráng nhắn nhủ thêm: Rồi đi chơi vui nghe, chúc một cái Tết thiệt là vui bên đó nghe cưng. Rồi 5-3 bữa nữa chị em mình gặp nhau ở Crown Casino nghe, bye em. Cúp phone rồi, Xuyến còn đứng thẫn thờ một lúc khá lâu tại góc sân, hết nghĩ đến chị Năm rồi lại nhớ tới Hiếu. Cả hai khuôn mặt xa lạ ấy, chỉ trong khoảnh khắc yếu lòng của Xuyến đã đưa Xuyến vào con đường tội lỗi đầy bất trắc. Nhưng trách chị Năm sao được, chị có ép buộc Xuyến phải cộng tác với chị đâu. Dù sao thì chính Xuyến cũng là kẻ tự nguyện theo chị để kiếm tiền giải quyết những món nợ gây nên chỉ vì cờ bạc. Thật chả có cái dại nào bằng cái dại này. Chỉ vì mấy chục ngàn mà rước lấy bao nhiêu ưu tư hồi hộp, có thể đứng tim mà chết. Có tiếng nói xôn xao trước sân làm Xuyến ngẩng lên quay lại nhìn. Một gia đình khá đông vừa xuống xe, chắc họ lại thăm thân nhân từ nước ngoài về, đang ở khách sạn này. Xuyến càng thấy buồn cho hoàn cảnh đơn độc của mình trong ngày đầu năm. Xa xa trên bức tường vàng loang lổ bên kia đường, Xuyến tình cờ đọc thấy câu khẩu hiệu vẽ bằng sơn trắng nét lớn: Vì xã hội lành mạnh văn minh, trừng phạt nghiêm khắc bọn tội phạm ma túy. Xuyến thở dài cúi xuống rồi lủi thủi quay lại trước cửa khách sạn. Vừa bước vào cửa chính, Xuyến sửng sốt đứng khựng lại rồi lúng túng quay trở ra. Trong lobby hotel, Xuyến thấy một gã công an mặc sắc phục đang đứng bên ngoài quầy, nói chuyện với cô nhân viên front desk. Tim đập mạnh vì có tật giật mình, Xuyến nghĩ ngay đến mấy cái quần lót chứa bạch phiến trong phòng mình. Nàng đẩy cửa toan bước hẳn ra sân để tránh mặt gã cảnh sát. Nhưng cô nhân viên khách sạn lên tiếng gọi rồi bỏ quầy chạy theo Xuyến và nói: Dạ em chào chị. Dạ hồi trưa có ông nào tới kiếm chị á, em có điện lên phòng mà không có chị. Dạ ổng gửi cho chị cái gói đồ. Xuyến lo lắng nghĩ đến Hiếu, hay là gã đưa thêm hàng để Xuyến mang về Úc. Nàng quay nhìn người cảnh sát rồi u ớ hỏi: Gói gì? Lớn hay nhỏ? Cô nhân viên cười hiền hòa: Dạ thưa, dạ em không biết gói gì hết. Dạ em nghĩ chắc quà Tết. Dạ để em đưa cho chị mang lên phòng ạ. À. Thấy gã cảnh sát vẫn đứng ở quầy, Xuyến ngần ngại bảo: Thôi cô cứ giữ ở đó đi nhé. Lát nữa tôi lấy. Bây giờ tôi phải có việc ra ngoài. Cô thư ký phân trần thêm: Dạ em tính mang lên phòng cho chị rồi đó. Nhưng mà cái ông khách đó dặn em là phải trao tận tay cho chị. Dạ bởi vậy cho nên em giữ ở quầy đây nè. Dạ chờ chị về. Xuyến phân vân hỏi: Nhưng mà ông có nói tên là gì không? Cô nhân viên lắc đầu: Dạ thưa chị không ạ. Chị mở ra coi đi. Chắc quà Tết, bị em thấy gói đẹp dữ lắm. Xuyến đứng lưỡng lự một chút rồi theo cô thư ký lại quầy. Gã cảnh sát mỉm cười gật đầu chào Xuyến, nói vài lời chúc mừng năm mới. Xuyến cũng cố vui đáp lại. Cô nhân viên vừa cúi xuống lấy gói đồ, vừa bảo gã cảnh sát: Anh hai, thôi anh hai về trước đi, thôi ba má trông á. Anh nói với ba má là 6 giờ em mới xuống ca được, có người thế em mới về được nhà chứ. Xuyến thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra gã nhân viên sắc phục kia là người nhà của cô thư ký. Xuyến cũng sực nghĩ ra một điều rất đơn giản là nếu gã đến đây để bắt nàng thì gã đã bắt ngay rồi, chứ còn đứng đó để làm gì. Nghĩ ra được điều ấy, Xuyến mỉm cười tự trách mình ngớ ngẩn chỉ vì quá lo âu. Cô nhân viên tươi cười trao gói quà cho Xuyến. Đó chỉ là một cái hộp vuông kích thước giống như hộp đựng giày phụ nữ, được gói trong giấy hoa màu đỏ. Bấy giờ Xuyến mới biết là của Bảo. Bảo gửi nàng những thứ cần thiết để tối mai nàng mang đến nhà Bảo làm quà cho mẹ Bảo và các cháu, nhằm lấy lòng cả gia đình. Văn hóa Việt Nam là văn hóa quả cáp, cho nên không bao giờ diệt được tham nhũng. Xuyến hớn hở mở bóp lấy ra một nắm tiền tặng cô thư ký, mặc dầu đáng lẽ không cần phải cho tiền tip trong dịp này. Chỉ vì quá mừng rỡ khi nhận ra đó không phải là hàng của Hiếu, nên Xuyến rộng lượng đưa tiền cho cô nhân viên mà thôi. Xuyến nói:
Thôi năm mới lì xì cô, chúc cô quanh năm phát tài. Cô nhân viên cảm động đáp. Dạ em cảm ơn chị. Dạ em cũng chúc chị mạnh giỏi. Chị là Việt Kiều. Thôi thì em không dám chúc chị năm mới kiếm nhiều tiền, bị Việt Kiều ai cũng giàu hết trơn á. Xuyến chỉ cười buồn, chả biết nói sao. Cô nhân viên lại thêm. Dạ, ông khách có mang tới cho chị cành mai đẹp lắm. Em nói nhân viên đó mang lên phòng chị rồi. Xuyến thở mạnh, hân hoan nói. Vậy mà lúc nãy cô không nói ngay, làm chị đoán mãi mà không biết ai. Cô nhân viên mở to mắt tò mò hỏi. Dạ, ủa, ai vậy chị? Người yêu của chị hả? Xuyến đáp cho xong chuyện. Bà con, lâu ngày không gặp. Rồi nàng ôm gói quà, quay bước lên thang gác. Vào phòng, Xuyến đã chú ý ngay đến bó hoa mai gồm mấy nhánh sum suê đang nở rộ sắc vàng rực rỡ, cắm trong chiếc bình lớn đặt trên bàn ngay giữa phòng. Không gian nhỏ hẹp dường như vừa vui hẳn lên nhờ những nụ hoa tươi thắm. Bên Mỹ, bên Úc, mỗi độ xuân về cũng có hoa mai, nhưng nét đẹp không thể nào sánh được với quê nhà. Xuyến đặt bóp và gói quà trên giường, lấy phone gọi ngay cho Bảo, lúc ấy đang ở nhà bố mẹ. Thấy số phone của Xuyến, Bảo đi nhanh ra sân sau. Xuyến dịu dàng nói. Anh ghé em, sao không gọi cho em về, ngồi mãi bên nhà con Hiên á. Bảo vui vẻ phân trần. Anh cũng biết bữa nay em phải về bên gia đình Hiên là thân nhân duy nhất của em mà. Em có phải qua nhà Hiên thì cứ qua, em bận thì bữa nay không gặp em cũng được mà. Xuyến nhìn gói quà của Bảo cảm động nói. Em nói thật nha, đời em á, em chưa gặp ai chu đáo như anh hết á. Cành mai đẹp lắm, nó làm cái căn phòng tươi hẳn lên á. Em nghĩ năm nay thế nào em cũng gặp Hên. Em không biết có gặp may hay không, nhưng mà anh thì anh đã gặp may rồi. Quen được em là một điều may mắn nhất đời anh rồi. Xuyến lặng người một chút vì xúc động. Nàng nói. Anh à, chiều mai anh lại đón em hay là em đi taxi tới nhà anh? Nếu anh bận thì anh cứ ở nhà, em đi taxi cũng được. Anh lại đón chứ, khoảng 5 giờ anh sẽ tới. Trước khi đến, anh sẽ điện cho em trước. Xuyến toan tắt phone thì Bảo lại thêm. Lát nữa nếu anh rảnh, anh sẽ tranh thủ lại thăm em. Cúp phone rồi Xuyến ngồi xuống giường, mở gói quà của Bảo ra coi. Đúng như Bảo đã dặn trước, những cây phong bao lì xì màu đỏ xinh xắn cùng với sớp vải may áo dài và cái hộp đựng sâu chuỗi đeo cổ để chiều mai Xuyến hân hoan mang đến biếu mẹ Bảo. Xuyến ngồi thừa người một lúc rồi sực nhớ ra, lúc nãy nhân viên khách sạn đã vô đây cắm bình mai cho Xuyến. Nàng hoảng hốt đứng bật dậy rồi khom người cúi xuống gầm giường. Nàng lôi cái vali ra xem có vết tích gì thay đổi chăng. Nàng luống cuống mở khóa, lật sấp quần áo lên coi và thở phào vì cái gói đựng ba cái quần lót đáng giá bạc triệu kia vẫn nằm yên ở vị trí cũ. Nàng khóa vali đậy nắp và đẩy sâu vô lại rồi đứng dậy đi vô buồng tắm. Trời Sài Gòn đang đầu xuân mà trời đã nóng, ra đường một lúc là phải thay quần áo và rửa mặt vì bụi bặm. Chuyến này Xuyến lại mang ít quần áo quá vì chẳng dự trù gặp ai, và nhất là chẳng bao giờ ngờ sẽ có người tình mới. Cho nên hôm rồi Xuyến phải nhờ Hiên đưa đi shopping mua thêm 3 bộ đồ mới cho những buổi hẹn hò với Bảo. Cũng may Xuyến có cái dáng nhỏ và cao, dễ mặc quần áo nên dù hàng nội hóa coi cũng vẫn đẹp. Nhất là hàng tơ lụa Việt Nam càng ngày càng đạt tiêu chuẩn mỹ thuật rất cao. Xuyến vào ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi thay pyjama quay ra lên giường ngồi bật tivi coi cho căn phòng bớt trống trải. Nàng chưa dám chùi make up vì sợ lát nữa Bảo sẽ ghé thăm bất ngờ. Chương trình ca nhạc mừng xuân đang tưng bừng trình chiếu trên màn ảnh nhỏ. Nàng lấy cái gối cây sau lưng ngồi duỗi chân thoải mái hân hoan thưởng thức. Sực nhớ ra bộ quần áo mới mua, Xuyến đứng dậy, bước xuống mặc thử, vì nàng định chiều mai đến nhà Bảo sẽ mặc bộ này. Nàng đứng trước gương, quay tới quay lui, bộ đồ thật đẹp nhưng cái quần hình như hơi chật, làm bụng nàng phồng lên khá to. Nàng lưỡng lự nhìn đi nhìn lại mình trong gương, phân vân chẳng biết có nên mặc hay không. Vừa cởi quần ra thì lại có tiếng phone. Chẳng cần nhìn số, nàng cũng biết là Bảo. Nàng buông vội cái quần xuống giường để cầm phone đưa lên nghe.
nhưng hóa ra là Hiên. Giọng Hiên vui như Tết, chưa nói đã cười khúc khích. Chị đang ở đâu vậy? Xuyến buột miệng đáp. Tao cứ tưởng là anh bảo, hóa ra mày. Thì tao đang ở khách sạn chứ ở đâu. Lúc nãy tao đến nhà mày không gặp, mày mới về hả? Xuyến để ý thấy trong phone có tiếng nói léo nhéo bên cạnh Hiên. Xuyến chưa đoán được là ai, thì Hiên bảo. Chị ơi, chị ở đó nha, đừng có đi đâu nha. Em với con Phượng chạy lên bây giờ. Nó đang ở nhà em đây này, 10 phút nữa tụi em tới nha. Cúp phone rồi, Xuyến mặc lại chiếc quần pyjama, nhưng lại cởi ra ngay để thay quần tây áo sơ mi, bởi biết chắc thể nào hai con bạn nghịch ngợm kia cũng rủ đi chơi. Xuyến vào buồng tắm, make up thêm đôi chút, rồi xuống lobby ngồi chờ. Chỉ vì ba cái quần lót chứa bạch phiến trong vali mà Xuyến không muốn Hiên và Phượng lên phòng mình, rủi chúng nó táy máy, lục lọi thì khổ cho Xuyến. Xuyến ngồi vào cái ghế mây kê sát vách, trước mặt là bình hoa tươi, cắm trong chiếc chậu cổ đặt trên bàn kiếng. Trên tường sau quầy tiếp khách của nhân viên khách sạn, căng ngang tấm biểu ngữ thật lớn, nền đỏ chữ vàng, chúc mừng năm mới, được tô điểm bằng những chùm hoa đào thật trang nhã. Ở giữa lobby, trong chiếc chậu sành đường kính khoảng một thước, Hotel đặt một cây mai cao ngất, chi chít nhánh tỏa ra như một cái lọng, hàng trăm bông hoa vàng nở bung rực rỡ. Những tấm thiệp in chữ phúc, những bánh pháo giả, những cái phong bao lì xì treo đầy trên các cành mai từ ngọn xuống gốc, tạo cho khách sạn cái không khí nhộn nhịp của mùa xuân. Xuyến chồm người lấy tờ báo xuân dày cộm trên bàn, mở ra đọc lướt những cái tựa chính, rồi dừng lại ở mục tử vi chọn năm. Nàng thốt nhớ đến chị Năm bên Úc, làm bất cứ việc gì cũng tin vào thầy bói. Ở đời có kiêng có lành, miễn là đừng dị đoan quá đáng thì thôi. Xuyến lật nhanh tìm tuổi của mình, rồi mở to mắt, chăm chú đọc. Năm nay sao thấy âm đắc địa gặp long trì phượng cát. Cô nào chưa có chồng sẽ gặp tình duyên mới. Bà nào có chồng rồi thì ra đảo yên vui. Nhưng gặp lưu hà hóa kỵ, không nên đi tắm sông, sợ chết đuối. Nàng mỉm cười nghĩ tới Bảo và chợt thấy vui vui trong lòng. Có lẽ thầy tử vi đoán đúng. Nhưng nàng tiếp tục đọc thêm mấy tuổi nữa thì thấy những lời giải đoán đó đều tương tự như nhau. Có nghĩa là vô thưởng, vô phạt, tuổi nào cũng giống nhau. Thời buổi này, nhất là ở hải ngoại, làm gì có ai đi tắm sông đâu mà sợ chết đuối. Xuyến vừa gấp tờ báo bỏ lại trên bàn và đứng dậy định ra hành lang thì Phượng lái chiếc Toyota chở Hiên tới. Bạn bè cùng lớp thì chỉ có mình vợ chồng Phượng có xe hơi. Hai đứa ồn ào kéo vào gặp Xuyến, hai khuôn mặt hớn hở yêu đời, y như vừa sống lại tuổi vô tư của thời trung học. Làm Xuyến thấy nao nao buồn trong lòng. Giá không có đống bạch phiến trên lầu làm Xuyến bận tâm, thì Xuyến cũng sẽ vui như hai đứa kia, sẽ quậy tưng bừng khi gặp lại bạn cũ. Xuyến tiến lại cười hỏi. Ê, hai đứa tụi bay hư lắm đó nha. Ngày tư ngày Tết, chồng con bỏ cho ai mà kéo nhau đi chơi một mình như thế này? Phượng cả tuần nay mới gặp lại Xuyến, hớn hở nói. Thì nhờ mày đấy. Tao nói với ông Cung là chỉ còn 3 ngày nữa là mày về Úc rồi. Thành ra ông ấy mới chịu giữ mấy đứa nhỏ cho tao đi gặp mày. Năm mới, chúc mày chóng làm đám cưới với Bảo rồi về đây ngồi bán bánh mì, ha? Xuyến chưa kịp đáp thì Phượng lại thêm. Mày ở Úc quen rồi, về Sài Gòn chắc là thấy khó chịu lắm phải không? Việt Kiều đó về đây ai cũng than là phố xá ồn ào và bụi bặm. Bụi mà còn nóng nữa. Mày có cần đi đâu thì lấy ô tô của tao mà đi nha. Xuyến phì cười lắc đầu đáp. Thôi mày ơi, bên Úc lái xe tay phải, bên này lái xe tay trái. Tao đi bộ băng qua đường nhiều khi còn lạng quạng nữa. Lúc nào cũng có cái cảm giác như là xe nó sắp đâm vào mình á. Mày bảo tao lái xe để tao chết à? Hiên bảo Xuyến. Nhưng mà đi đâu thì đã có anh Bảo rồi, việc gì chị phải lái? Phượng thấy người ra vào lobby khá nhiều, có cả vài người ngoại quốc nên Phượng dục Xuyến. Ê, bây giờ đi đâu chứ, đứng đây mãi à? À, hay là lên phòng mày? Xuyến vội gạt đi. Thôi lên phòng tao làm cái gì, kiếm cái gì ăn đi, tao thấy hơi đói. Hiên lắc đầu. Bữa nay mùng 1 mà chị, quán xá đóng cửa hết rồi. Một là lên phòng chị ngồi nói chuyện, hai là về nhà em hoặc là sang nhà con Phượng. Ờ, nhưng mà chị có phải chờ anh Bảo không? Nếu không thì đi theo tụi em. Hiên vừa nói dứt câu thì Phượng có điện thoại. Chồng Phượng gọi và nói vắn tắt. Anh đưa tụi nhỏ sang chơi nhà anh Phong nhé. Khi nào em về thì gọi cho anh. Phượng hơi buồn nhưng trước mặt bạn không nỡ lên tiếng cằn nhằn chồng.
Trước khi đi, Phượng đã có lời yêu cầu Trần Cung ở nhà với các con vì lâu lắm Phượng mới gặp lại Xuyến. Vậy mà Trần Cung cũng vẫn ra đi. Quanh năm cái tính trăng hoa vui bè vui bạn của Trần Cung đã làm khổ Phượng quá nhiều. Lắm hôm say khướt ở quán karaoke, chủ nhân phải gọi Phượng đến đón về. Ngày đầu năm ông lại vẫn lôi con đi, mà Phượng biết hễ chồng lao vào bàn xì phé là sẽ ngồi thâu đêm để mặc mấy đứa con nằm ngủ la liệt trên nhà người ta. Phượng nén tiếng thở dài, cúp phone rồi bảo Xuyến. Mấy ông hẹn nhau rút xì phé bên nhà ông Phong á. Thôi vậy đi, hay là tụi bay kéo về nhà tao. Về nhà tao hết đi. Rồi mày muốn ăn cái gì cũng có hết. Mẹ tao làm thịt đông ngon lắm, rồi bánh chưng, dưa hành, thịt đông dưa chua. Thôi qua bên tao đi. Xuyến lưỡng lự, nửa muốn đi để khỏi kéo hai đứa kia lên phòng mình, nửa muốn ở lại vì sợ Bảo sẽ đến. Khi ra đời, ai cũng có đủ các loại bằng hữu, bạn đồng nghiệp, bạn cùng chỗ làm, bạn giao dịch buôn bán, bạn hàng xóm láng giềng. Nhưng thân thiết nhất vẫn là bạn học thời mới lớn, bởi gần gũi nhau lâu và bởi quen nhau lúc tâm hồn còn đơn giản, lưu trữ nhiều kỷ niệm. Bởi vậy gặp lại nhau tha hồ mà phá phách. Hiên lại giục: Chị nói thật đi, chị đang chờ anh Bảo phải không? Nếu mà chị hẹn với anh Bảo thì tụi em đi về. Xuyến phân vân đáp: Hẹn mà cũng như không hẹn á. Anh Bảo là nếu mà rảnh thì tranh thủ ghé thăm tao, mà tao cũng chả biết là có đến hay không nữa. Hiên sốt ruột bảo: Thì sao không kêu anh Bảo một tiếng đi, hỏi xem là có đến hay không, chứ không nhẽ chị cứ ngồi đây chị chờ à? Xuyến cười ngượng ngập: Nhưng mà gọi mãi nó kỳ lắm mày ơi. Nhất là giờ này chắc là Bảo đang ở nhà với ông bà già. Phượng buồn rầu nói: Nếu mà Bảo hẹn mày á thì tụi tao tha cho mày tối nay. Nhưng từ hôm nay đến ngày mai á, có hôm nào rảnh thì ăn cơm với vợ chồng tao. Ông cũng cứ nhắc mãi mày hòa. Ngày mai, ngày mốt gì cũng được hết á, đến tao một bữa. Tao sẽ kêu mấy đứa bạn thân thôi tới chơi ha. Hay là mày muốn tao chỉ mời riêng mày với Bảo thôi cũng được. Mày nên nhớ là không có buổi họp mặt ở nhà tao thì mày với Bảo không có quen nhau đâu nha. Xuyến nhìn Phượng thầm cảm ơn rồi cười hỏi: Bây giờ mày kể công phải không? Hiên cắt ngang bảo Phượng: Kể công làm sao được, công của tao chứ dính dáng gì tới mày. Ê, ở đời có bốn cái ngu nha: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu nha. Làm mai là ngu nhất. Cơm lành canh ngọt thì người ta không nhớ tới mình, mà hễ vợ chồng lục đục thì nó lôi mình ra nó chửi. Phượng làm bộ nghiêm mặt nói: Vậy mà tao cứ tưởng trong bốn cái ngu thì cái gác cu là ngu nhất chứ. Cả ba cùng cười ầm ĩ khiến cô nhân viên trực khách sạn ngơ ngác nhìn ra. Cả mấy người khách ngồi trong lobby cũng đều nhất loạt quay đầu lại. Biết thế nhưng Phượng tỏ vẻ bất cần bảo Xuyến: Không sao, Tết thì phải vui chứ. Chả nhẽ quanh năm vất vả, ngày đầu năm mặt ai cũng bí xị hay sao? Người ta nói vui như Tết mà. Hiên quay trở lại với đề tài đang bàn dở và bảo Xuyến: Đúng, anh Bảo cũng biết làm mai là dại nhất, cho nên chiều 30 Tết anh ấy sai người mang tặng cho em một món quà thật là bất ngờ. Chắc là để đền bù cho bà Mai. Em mở ra em giật mình luôn vì không ngờ anh ấy dám cho em nhiều đến như thế. Phượng giằng cánh tay Hiên và hỏi: Ê mày, cho cái gì mà nhiều, cho tiền à? Hiên gạt đi: Ai mà lại cho tiền, tao già rồi chứ phải con nít đâu mà cho tiền. Anh tặng tao nguyên một cái laptop mới toanh, hàng xịn chứ không phải hàng gióm nha. Xuyến gật gù, mỉm cười hãnh diện về sự hào phóng của người yêu. Xuyến toan kể cho Phượng nghe câu chuyện Bảo đưa 9 cái phong bao lì xì và 2 món quà đắt giá cho Xuyến để Xuyến mang lại nhà Bảo chiều mai, chứng tỏ sự rộng rãi hiếm có của Bảo. Nhưng nàng ngẫm nghĩ một chút rồi lại thôi, bởi nói ra nhiều khi phản ứng ngược. Phượng và Hiên có thể trách rằng Xuyến từ nước ngoài về mà kẹo quá, thứ gì cũng bắt Bảo phải gánh vác. Phượng nhìn Hiên, nhăn mặt bảo: Cái gì? Bảo cho mày laptop? Buồn cười nhỉ? Người ta làm việc văn phòng thì mới cần máy vi tính chứ. Mày chỉ buôn bán, mày chỉ bán bún măng thì tặng laptop làm gì? Hiên phì cười bảo Phượng: Ồ, thì tao cũng cần máy vi tính chứ, để biết một ngày chồng tao cắt cổ bao nhiêu con vịt chứ mày. Rồi quay sang Xuyến, Hiên nói: Chị làm sao chị làm nha. Chị mà bỏ anh Bảo, anh đòi lại cái máy vi tính của em là coi như chị phải bồi thường em. Xuyến nghiêm trang nói: Này, mày có nhớ là có hôm tao mới về, tao với mày đi chợ Bến Thành, tao đòi coi bói bài đó, mày cứ cản, mày nói là nhảm nhí tốn tiền. Ê, vậy mà bà nói đúng á. Tao đâu có bao giờ tao ngờ tao về đây tao lại gặp Bảo. Chiều mai tao đến nhà Bảo ăn cơm, toàn bộ gia đình Bảo đều có mặt hết.
Phượng ngắt lời. Ê, nhưng mà tao nghe nói bà mẹ của Bảo khó chịu lắm ấy nha. Hiên chen vào. Khó thì khó chứ kệ chứ có gì đâu, ăn thua là anh Bảo thôi. Xuyến kể tiếp. Ngày mốt, tức là ngày mùng 3 đó, anh Bảo đưa tao đi shopping, mùng 4 tao về. Phượng nhanh nhảu nói. Vậy thì mày bàn với Bảo đi, mùng 3 đi shopping rồi chiều về nhà tao ăn cơm. Chỉ có mày với Bảo với con Hiên thôi. Tao nói thật, ông Cung cũng mong mày lại ăn cơm lắm. Nhưng mà phải báo cho tao biết trước nha. Ngày mai phải quyết định đi. Ở bên Úc á, có bún thang không? Tết ăn bún thang thì mới đúng là Tết. Xuyến cảm động đáp. Ừ thì để tao bàn với Bảo đã. Mày cho tao gửi lời cảm ơn ông Cung trước. Phượng nắm tay Hiên kéo ra cửa và bảo Xuyến. Thôi mày đi lên phòng mày chờ Bảo đi, tụi tao về. Hiên cũng nói. Đúng rồi, chị gặp em với con Phượng thì chả có gì quan trọng. Gặp anh Bảo mới quan trọng. Không dễ gì kiếm được một người thứ hai như anh ấy đâu nha. Xuyến tiến chân ra hẳn ngoài sân và bảo Hiên. Thôi mày cứ nói quá lời, làm như thiên hạ không còn ai. Rồi Xuyến đứng nhìn theo hai người tiến ra chỗ đậu xe. Hiên mặc cái quần đen, áo sơ mi màu đỏ bọc đô. Phượng mặc quần ống nhỏ màu xanh dương, áo thun trắng sát nách, khoác thêm cái jacket mỏng, y như người mẫu thời trang. Nhất là bữa nay Phượng chải tóc thật đẹp, khác hẳn hôm Xuyến đến nhà lần đầu. Phượng chỉ cột lên sơ sài vì mắc bận nấu nướng và tiếp khách. Nhìn Phượng và Hiên tung tăng đi bên nhau, Xuyến chợt thấy buồn cho bản thân mình. Xuất ngoại 10 năm mà thua suốt người ở lại cả về tài chính lẫn hạnh phúc gia đình. Tất cả chỉ vì máu đỏ đen của Xuyến. Ai cũng bảo Hiên may mắn lấy được ông chồng chỉ biết chí thú làm ăn. Nhưng thật ra tạo chồng Xuyến có khác gì chỉnh chồng Hiên đâu. Chẳng những chăm chỉ làm việc mà kiến thức của Tạo còn rộng hơn cả Chỉnh. Giao dịch ngoài đời rất có phong độ. Vậy mà chính Xuyến phá vỡ cái hạnh phúc ấy chỉ vì Tạo chịu không nổi những tật xấu của Xuyến đến nỗi phải chia tay. Hôm nay về đây, so sánh với Phượng và Hiên, Xuyến thấy thật xấu hổ và tủi thân vì cả hai đều sung sướng hơn mình. Nhưng Xuyến lại tự an ủi ngay rằng ở đời mỗi người đều có nỗi khổ riêng mà người khác không thể thấu hiểu được. Xuyến nhớ đêm 30 ở nhà Hiên, nhân nhắc đến bạn bè cũ, Hiên bảo Xuyến. Vợ chồng con Phượng tuy là nó giàu hơn Bảo, nhưng xét cho cùng thì Bảo mới là đáng nể, bởi vì Bảo mới thực sự tay trắng mà làm nên sự nghiệp. Còn anh Cung á thì nhờ tiền của cô em bên Mỹ giúp đỡ buổi đầu, từ đó mới gây dựng được cơ nghiệp của mình. Hiên dùng cụm từ cô em bên Mỹ giúp đỡ buổi đầu là một cách nói tế nhị. Chứ thật ra vốn liếng khởi nghiệp của Trần Cung chồng Phượng không phải do người nhà bên Mỹ chi viện. Trần Cung có cô em gái thua Cung 2 tuổi tên là Thảo. Năm 79, Thảo cùng chồng vượt biển đến Mã Lai rồi định cư ở Mỹ. Đầu thập niên 90, Thảo về Việt Nam, là một trong những người đầu tiên mua nhà ở Sài Gòn. Thời ấy Việt Kiều không được phép đứng tên, cho nên dĩ nhiên căn nhà phải đăng ký chủ quyền của Trần Cung. Trần Cung thành thật bảo em gái. Cô mua nhà bên này là khôn đấy, biết nhìn xa. Ở đâu cũng thế, người đẻ thêm nhưng đất không đẻ thêm. Sớm muộn gì thì nhà cửa ở Việt Nam cũng lên giá vùn vụt. Không mua bây giờ thì sợ về sau mua không nổi. Anh biết thế, nhưng anh làm gì có tiền. Trần Cung nói đúng, căn nhà mặt tiền khá rộng mà Thảo phải trả có 80 cây vàng. Tính ra chỉ khoảng mấy chục ngàn đô Mỹ. Thảo bảo. Thôi thì em cứ mua đại đi. Mai kia về già biết đâu em về sống bên này thì cũng có sẵn chỗ rồi. Tạm thời anh cứ cho người ta thuê hộ em nhé. Trần Cung và Phượng ngày ấy còn rách lắm. Hai vợ chồng ở nhà mướn, làm đủ mọi thứ mà chả có thứ nào ra hồn. Muốn kinh doanh thì không có vốn. Trần Cung trả lại chỗ đang mướn, dọn vào ở căn nhà mà Thảo mới mua, mà trên pháp lý là nhà của Trần Cung. Chả biết có phải nhờ phong thủy hay không mà từ ngày bước vô căn nhà mới này, Trần Cung phát rất nhanh. Có được mặt bằng thuận tiện giữa lúc nhà nước khô hào, tiến sang cơ chế thị trường. Trần Cung được ngay một nhà buôn lớn từ Lâm Đồng, Bảo Lộc đến Điều Đình hợp tác. Muốn dùng nhà ông làm đại lý phân phối trà và cà phê. Trần Cung được chia lời khá cao mà không phải bỏ đồng vốn nào cả. Phượng đang lam lũ lấy lại phong độ rất nhanh, cùng chồng đóng gói hàng hóa bỏ xỉ, đồng thời đóng thêm kệ bày hàng bán lẻ tại chỗ. Vợ chồng con cái ở trên lầu dưới nhà trương bảng hiệu công ty Liên Hảo,
chuyên sản xuất các loại trà và cà phê thượng hảo hạng. Chẳng bao lâu, Phượng phải mướn thêm 2 người phụ việc nữa mới kịp cung cấp cho khách hàng. Thảo từ Mỹ về, hài lòng vì nhờ căn nhà của mình mà ông anh ruột có công ăn việc làm, nuôi sống cả gia đình. Phượng trả tiền thuê hàng tháng, nhưng Thảo nhất định không lấy. Cô bảo, thôi, em biểu anh chị đóng tiền học và mua sách vở cho các cháu. Thời gian trôi nhanh, giá nhà cứ tăng vùn vụt, đúng như Trần Cung và nhiều người dự kiến. Giá nhà lên vọt đã đành, mà giá vàng cũng lên mạnh, cho nên bán nhà tính bằng vàng thì được lời cả hai đầu. Ở Mỹ, Thảo cũng giống như chồng, thuộc loại người tháo vát xoay sở, ít khi ngồi yên. Học college xong, Thảo bán bảo hiểm nhân thọ một thời gian, tương đối cũng thành công. Nhưng khi có con nhỏ, Thảo phải bỏ cuộc vì những buổi hẹn gặp khách thường diễn ra ban đêm. Người ta đi làm về ăn tối xong mới có thì giờ tiếp mình tại nhà để nghe mình cắt nghĩa về bảo hiểm. Hoặc những ngày cuối tuần, Thảo phải nhờ người coi con để đi gặp khách. Nàng thấy tội nghiệp, đứa con trai đầu lòng nên bàn với chồng đổi nghề khác. Hai vợ chồng mở tiệm cho thuê băng video, chủ yếu là phim Mỹ, vì làm việc với Mỹ sòng phẳng và thoải mái hơn. Công việc tương đối nhàn hạ và sạch sẽ, tuy thu nhập không lớn lắm, nhưng cũng chỉ được có 3 năm rồi dẹp tiệm, vì tất cả các tiệm video lớn nhỏ trên nước Mỹ đều chịu không nổi sự lấn át của Blockbuster như một con cá mập khổng lồ nuốt chửng tất cả những con cá bé vốn liếng không có bao nhiêu. Đành chịu thôi, bởi cơ chế thị trường cạnh tranh là như thế. Hai vợ chồng quay sang mở tiệm bán và sửa computer, bởi chồng Thảo tốt nghiệp ngành này. Một lần nữa Thảo lại chọn lầm nghề kinh doanh, bởi computer thay đổi từng ngày, Thảo không đủ vốn để cập nhật hàng mới. Máy mua về mới đặt lên kệ vài hôm đã trở thành lỗi thời. Từ đó chồng Thảo đi làm cho người ta ăn lương cố định, còn Thảo thì xin được chân thư ký một văn phòng luật sư. Ngồi trực điện thoại và làm sổ sách giấy tờ ngày 8 tiếng, Thảo thấy tù túng lắm. Nước Mỹ là mảnh đất của cơ hội, phải làm business mới khá được. Thảo không phải loại người sinh ra để làm công chức. Cô vẫn thích lao vào một ngành nghề nào đó mà cô tự làm chủ. Con cái lúc này đã lớn, Thảo không còn vướng bận như xưa. Nhìn lại những người cùng bán bảo hiểm với Thảo những năm trước, nhiều người đã bỏ nghề, nhưng những ai còn nán lại thì đều rất khá. Thảo muốn quay về công việc này, cũng có thể Thảo sẽ vào ngành địa ốc và cho vay mua nhà. Nói chung là những nghề không cần bỏ vốn, mà chỉ cần một văn phòng khang trang để tiếp khách là đủ. Nghĩ thế, một hôm Thảo gọi về cho Trần Cung và bảo, Anh à, anh hỏi em xem là cái căn nhà của em đó định giá thị trường bây giờ được bao nhiêu. Em cần bán gấp vì công việc của em bên nay bị trục trặc, mà chồng em thì thất nghiệp cả năm rồi. Tụi em định mở business riêng. Trần Cung nhanh nhẹn đáp ngay, để anh hỏi. Nhưng chả cần hỏi, anh cũng biết là khá lắm. Thảo mừng hớn hở hẹn anh tháng sau sẽ về. Nhưng nói chuyện với em gái xong, Trần Cung ngồi thừa người đăm chiêu suy nghĩ, rồi cả đêm trăn trở không ngủ được. Gần sáng Phượng giật mình thức giấc, ưu tư hỏi chồng, ủa chuyện gì vậy anh? Mọi khi anh nằm xuống là anh ngủ như chết mà sao đêm nay làm cái gì mà thao thức vậy? Trần Cung ngồi dậy thở dài đáp, con Thảo nó muốn bán nhà, nó gọi cho anh hồi chiều. Phượng giật mình thất vọng, nhưng ngẫm nghĩ một chút Phượng bảo, nhưng mà thì nhà của cô, thì cô muốn bán thì đành chịu chứ biết làm sao. Trần Cung trầm ngâm không nói. Phượng tựa đầu vào vai chồng và an ủi, anh à, nói cho cùng thì vợ chồng mình nhờ cái căn nhà này nè mới có ngày hôm nay. Được ở không mấy năm trời không trả tiền thuê, cho nên mới dành dụm được một ít vốn riêng. Như vậy thì tính đi tính lại, cô cũng giúp nhà mình nhiều lắm rồi. Bây giờ cố mà lấy lại thì anh cũng không nên tiếc làm gì. Trần Cung quay lại nhìn vợ mỉm cười, vì những điều Phượng nói ra rất hợp tình hợp lý. Phượng lại thêm, bây giờ vậy nhá, hay là một là anh bàn với lại ông bà Phụng mua lại căn nhà này để tiếp tục kinh doanh như cũ. Hai là mình bán đi, trả tiền cho Thảo, rồi mình đi thuê chỗ khác, rời tiệm sang đó. Trần Cung gật đầu nhất trí. Anh cũng đang tính như em. Em nói đúng. Con Thảo nó giúp mình như thế là nhiều quá rồi. Anh chỉ dặn em một điều là chuyện này em đừng can dự vào. Cứ để mặc anh nói chuyện với nó.
anh em ruột thịt thì dù gì vẫn dễ hơn, nhất là con Thảo nó quý anh lắm. Có em xía vô đôi khi dễ hiểu lầm là vì thiên hạ cứ cho rằng là chị dâu em chồng có bao giờ mà thương nhau. Rồi ông nhìn đồng hồ trên tường và kết luận, còn sớm, mới hơn 4 giờ, thôi để anh ngủ một giấc. Dứt lời, Trần Cung nằm xuống, kéo tấm chăn phủ tới ngực và nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ muộn màng. Hôm sau, vừa thức giấc, Trần Cung gọi điện gấp cho ông bà Phụng là người hợp tác cung cấp trà và cà phê từ Lâm Đồng về tiệm Liên Hảo. Cái tên Liên Hảo đặt cho công ty cũng như cửa hàng bán lẻ mà vợ chồng Trần Cung đang quản lý chính là tên thật của bà vợ ông Phụng. May quá hôm ấy hai vợ chồng vừa vào Sài Gòn, vội tranh thủ chạy lại gặp Trần Cung bàn tính. Trần Cung bảo Phượng coi tiệm để một mình mời khách đi ăn sáng. Đối với Trần Cung, Phượng luôn luôn là cô vợ trẻ, người non dạ, lại dễ mồi lòng. Cho nên những việc có dính dáng đến âm mưu mờ ám thì không bao giờ ông cho Phượng được dự bàn. Vợ chồng ông Phụng thì ông có thể tin được vì tính tình có nhiều điểm giống ông. Đưa nhau ra quán phở, Trần Cung ưu tư trình bày đầu đuôi tự sự để cùng tìm cách giải quyết, nghĩa là chuẩn bị bán nhà, rời tiệm Liên Hảo đi chỗ khác. Bà Liên Hảo hỏi Trần Cung, thế hiện căn nhà này ai đứng tên? Trần Cung nhấn mạnh, tên tôi chứ tên ai, một mình tôi thôi, vợ tôi cũng chả dính dáng gì cả. Bà Liên Hảo thản nhiên nói, thế thì việc gì phải bán? Nhà ông đứng tên, ông đăng ký chủ quyền tức là nhà của ông. Ông không bán thì em ông làm cái gì ông? Ông Phụng phân vân chen vào, bà nói thế sao được, đứng tên ông Cung nhưng mà tiền của em gái ông ấy bỏ ra nhờ ông Cung đăng ký mua nhà, vì ông là Việt Kiều không được phép đứng tên. Bà vợ quay sang gắt ông chồng, ai mà chả biết thế, nhưng mình cứ theo giấy tờ mà làm, đứng tên ai thì người đó làm chủ. Cửa hiệu kinh doanh đang khá, hợp phong thủy, đã đúng hướng nhà, chả dại gì mà bán đi. Tôi hỏi ông nhé, mình đổi tiệm đã chắc gì tốt bằng cái chỗ này chưa? Quay lại phía Trần Cung, bà nhấn mạnh, ông cứ nghe tôi, không phải bán, không phải đi đâu cả. Nhà của ông thì ông cứ ở, không có đứa nào nó làm gì được ông hết á. Những điều bà Liên Hảo phát biểu hoàn toàn phù hợp với toan tính của Trần Cung. Cả đêm qua, suy đi nghĩ lại, Trần Cung đã mím môi dứt khoát không trả nhà cho em gái. Bây giờ may quá có thêm đồng minh, làm ông càng thấy cảm thấy an lòng. Nhưng ông vẫn làm bộ nhân nghĩa, yếu ớt phân trần. Lý là như thế nhưng mà tình thì cũng thấy hơi áy náy. Nói về tình thì lại càng chả phải bán. Em giúp anh, có gì mà ông phải áy náy? Trời ơi, bên Mỹ người ta tiền rừng bạc biển, mình là mới nghèo đây này. Em gái ông tặng cho ông căn nhà thì cũng có gì là quá đáng đâu. Trần Cung vẫn ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Ông Phụng góp ý giải quyết. Tôi tính thế này có lẽ hợp tình hợp lý hơn cả. Căn nhà của ông giá thị trường bây giờ là bao nhiêu thì tôi không cần biết. Bà Liên Hảo ngắt lời chồng, ngót nghét 1.000 cây. Ông chồng tiếp lời nói cho hết ý, 1.000 hay 2.000 tôi cũng không cần biết. Nhưng lúc ông mua là 80 cây có phải không nào? Nghĩa là cô em ông đưa cho ông 80 cây thì bây giờ cô ấy đòi ông cứ trả lại 80 cây. Thế là sòng phẳng, chả ai lấy của ai. Bà Liên Hảo nhìn chồng cảm phục rồi bảo Trần Cung, ấy là nếu mà ông thừa tiền kìa thì cứ trả lại vốn cho cô em gái là khoảng 80 cây. Chứ thật ra việc gì phải trả. Ông cứ đi hỏi khắp thiên hạ đi, Việt Kiều về đây mua nhà này, nhờ thân nhân đứng tên này, có ai trả lại bao giờ đâu. Cha con còn lờ nhau chứ đừng nói gì là anh em. Trần Cung gật đầu đồng ý với giải pháp của cả hai vợ chồng. Nghĩa là Thảo đòi bán nhà, Trần Cung sẽ lờ đi không bán. Nhưng nếu Thảo dai dẳng quá thì ông sẽ quăng cho Thảo 80 cây vàng tiền vốn. Mà số tiền này thì hiện ông đã có sẵn, không cần phải bán nhà hay vay mượn gì cả. Trần Cung bưng ly bia uống cạn rồi đứng dậy đi vào washroom. Ông Phụng liền nhíu mày bảo vợ, chuyện anh em nhà người ta để người ta tự giải quyết, mẹ mày xía vào làm gì thế? Mai kia có thế nào anh em ông Cung sẽ oán mình. Bà Liên Hảo khinh khỉnh nhìn chồng và gắt, thôi nói chuyện với ông lắm lúc chán bỏ mẹ. Đã đành rằng là chuyện riêng tư của ông Cung, nhưng mà ông Cung là người hùn hạp với mình thì cũng là chuyện của mình chứ chuyện của ai.
cửa hiệu Liên Hảo đang đông khách. Các đại lý bán lẻ đều đổ xô về lấy hàng vì họ đã quen cái địa điểm này rồi. Để bây giờ bỗng dưng dẹp tiệm rồi tìm chỗ khác, coi như gây dựng từ đầu thì biết đến bao giờ mới được như ngày hôm nay. Thương trường là chiến trường, kinh doanh càng ngày càng khó khăn. Tôi phải xía vào là vì tôi lo cho ông với tôi. Chứ nếu mà cửa hàng riêng của ông Cung thì ôi giời ơi, chả dại gì mà rách việc. Ông Phụng vẫn không hài lòng, ông cãi. Bà cứ hay nói thương trường là chiến trường, nhưng bà có hiểu gì đâu. Người ta hô hào như thế có ý nói đến cơ chế thị trường nó cạnh tranh gay gắt của cái thời mở cửa. Nhưng đâu phải cứ nói thương trường là chiến trường rồi dùng thủ đoạn cướp không của người khác. Bà nhớ lại đi, ngày mình mới gặp ông Cung, ông ấy là đứa khố rách áo ôm, nói chuyện với ai cũng khúm núm. Chỉ nhờ cô em bên Mỹ giao tiền cho ông ấy mua nhà mới có chỗ ở, rồi nhờ vợ chồng mình giao hàng cho mở tiệm, ông ấy mới có ngày nay. Uống nước phải nhớ nguồn chứ, cướp không của người ta thì kinh doanh lâu dài thế nào được. Tôi không thích hợp tác với hạng người ấy. Bà Liên Hảo khăng khăng bảo vệ lý luận của mình. Ông đừng dở giọng nhân nghĩa không đúng chỗ. Mình nuôi cả 100 công nhân trên Lâm Đồng, mỗi tháng sản xuất biết bao nhiêu trà và cà phê đưa về đây phân phối. Chỉ cần ngưng một ngày thôi là hàng nó ối đọng rồi. Bây giờ ông không cản ông Cung để ông bán nhà thì trà với cà phê mình chứa vào đâu, đổ xuống sông à? Ông Phụng ưu tư giảng. Người Tàu làm kinh doanh ai cũng thờ quan công, vì họ muốn noi theo tấm gương tín nghĩa của quan công, có thế mới lâu dài được. Kinh doanh mà bất tín, hở ra một tí là lừa đảo thì trời Phật nào chứng giám. Hằng ngày bà cúng ông địa vái thần tài, mà bà lại xúi ông Cung cướp nhà của em gái. Bà nghĩ coi thần tài có phù trợ bà hay không. Ông đang nói dở câu thì Trần Cung trở lại, miệng ngậm điếu xì gà chưa châm lửa. Chờ Trần Cung ngồi xuống, ông Phụng quay sang bảo: cũng phải đề phòng trường hợp em ông thưa ông ra tòa đấy. Tôi biết đã có nhiều vụ tranh chấp trong gia đình phải nhờ tòa án giải quyết. Bà Liên Hảo hăng hái ngắt lời: thưa thế nào được mà thưa, còn kiến kiện củ khoai à? Giấy tờ ông Cung đứng tên, luật pháp cứ theo giấy tờ mà xử. Em ông có khùng nó mới đi thưa ông. Ông Phụng lắc đầu giải thích: cô em ông chỉ cần chứng minh cái lúc ông mua nhà, ông không có nghề nghiệp, thu nhập của ông không đủ sống, ông lấy đâu ra 80 cây vàng để mua nhà. Bà Liên Hảo vinh mặt tiếp lời chồng: cái đó thì nó dễ quá, tôi sẽ làm giấy cho ông Cung vay tiền mua nhà. Ông Phụng bực bội vì nói ra câu nào cũng bị bà vợ pha ngang. Bà Liên Hảo nhìn chồng phân bua thêm: mà ý tôi là tôi muốn giữ cái cửa hàng Liên Hảo này là vì mình đang là buôn may bán đắt, địa điểm thuận lợi là phong thủy rồi hướng nhà hợp cả. Dọn đi chỗ khác thì chắc gì được như vậy. Ông Phụng thở dài rồi bảo Trần Cung: ai chả biết thế, nhưng muốn giữ lại căn nhà ấy thì ông nên giải quyết cho êm đẹp. Xoay tiền trả cho cô em đi theo đúng giá thị trường thì là đôi bên nó cùng vui vẻ cả chứ gì. Trần Cung cúi đầu im lặng. Nói như ông Phụng thì còn gì để bàn nữa. Cái khúc mắc chỉ là Trần Cung vừa muốn giữ căn nhà lại vừa không muốn trả đồng bạc nào cho em gái bên Mỹ. Đó mới là mấu chốt của vấn đề. Ông ngẩng lên bảo ông Phụng: thôi được, để tôi tính, ông bà không phải bận tâm. Tháng sau, như đã hẹn trước, Thảo bay về gặp anh bàn chuyện bán nhà. Trần Cung bảo Phượng coi tiệm rồi ông kéo em gái lên gác vào buồng đóng cửa lại vì không muốn Phượng hoặc các con nghe thấy. Ông nói: cô định bán nhà thật ư? Anh tưởng là cô nói đùa đấy chứ. Thảo buồn rầu đáp: anh biết rồi đấy. Nhà em thì mất việc cả năm nay rồi. Giá không kẹt tiền thì em cứ để cho anh chị ở đây, chứ bán làm cái gì? Nhà nó còn lên nữa chứ đâu có tới tột cùng. Trần Cung thản nhiên nói: thế cô bán nhà thì anh chị với các cháu đi đâu? Chả nhẽ anh dẫn hai con anh ra đường à? Con của anh thì cũng là cháu của cô. Cô không thương anh thì cũng phải thương các cháu chứ. Cô để thư thả cho anh một thời gian nữa, anh tìm được chỗ nào thuận tiện thì anh mới bán được căn nhà này. Thảo chố mắt nhìn anh, mồm há ra nhưng nghẹn lời không nói được. Cái lý luận của người trong nước sao lại ngang ngược đến như vậy? Cô tức quất lên, một lúc sau mới hồn hển nói: trời ơi, anh nghĩ coi, anh có gia đình riêng, em cũng có gia đình riêng. Anh lo cho các con anh thì em cũng phải lo cho con em chứ.
em kẹt tiền, chồng em thất nghiệp, em mới phải nhờ anh bán cái nhà này. Anh thấy không, gần 10 năm nay rồi em để cho anh chị ở không, không phải trả một đồng bạc nào hết. Như vậy là nó rộng rãi quá rồi. Bây giờ chả lẽ anh định lấy luôn của em hay sao? Trần Cung không hề nao núng, ông bình thản nói. Thì cũng là lỗi tại cô, chứ lỗi tại ai? Giả như cô không nhờ anh mua căn nhà này, thì anh cũng đã có căn nhà khác từ lâu rồi chứ. Tại vì anh cứ tưởng là cô mua căn nhà này là để tặng anh, nên anh đâu có để ý tìm nhà khác. Bây giờ đùng một cái cô đòi lại, anh biết xoay sở vào đâu. Thôi thế này, cô muốn anh bán căn nhà này thì cô phải mua cho anh một căn khác nó tương tự như thế này, để anh chị và các cháu có chỗ che nắng che mưa chứ. Chả nhẽ anh chị căng lều ngủ ngoài lề đường hay sao? Rồi cứ thế, hai anh em lời qua tiếng lại, rốt cuộc chả đi đến đâu. Thảo uất nghẹn vì một người nói ngang, cả làng cãi không lại. Rõ ràng lý luận của Trần Cung là cướp không căn nhà của em gái. Thảo bỏ về Mỹ, viết một lá thư dài cho Trần Cung, lời lẽ rất thống thiết, nhưng không lay chuyển được anh trai, bởi lý do giản dị là Trần Cung không đọc. Thảo gọi điện, Trần Cung không bắt phone, hoặc nếu lỡ cầm điện thoại lên thì chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp ngay. Thảo về thêm một lần nữa, tốn tiền vé máy bay mà chả có kết quả gì. Cô uất quá, từ đó tuyệt giao hẳn, coi như thí cô hồn cho anh trai. Trần Cung chỉ mong có thế, từ nay không còn bị quấy rầy nữa. Tất cả những tranh cãi giữa Trần Cung và em gái, Phượng đều không được tham gia, vì Trần Cung biết vợ dễ siêu lòng. Tuy vậy, Phượng cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì bất ổn. Nhưng hễ nàng hỏi, Trần Cung đều bảo, không phải chuyện của em, anh với con Thảo đã giải quyết xong rồi. Ít lâu sau, nghe đồn Thảo sẽ về làm đơn thưa ra tòa, Trần Cung liền điều đình bán đứt căn nhà và bảng hiệu Liên Hảo cho ông bà Phụng để rút chân ra, lấy một món tiền lớn. Trần Cung mua căn nhà nhỏ hơn, rồi bắt đầu lao vào ngành xây dựng lúc này đang phát triển mạnh mẽ tại Sài Gòn. Mua đất xây nhà, hoặc mua nhà cũ sửa thành nhà mới, thứ nào ông cũng kiếm lời dễ dàng. Chỉ trong vòng mấy năm, Trần Cung trở thành một đại gia. Phượng không còn phải bận tâm về sinh kế nữa, nhưng bắt đầu tốn thì giờ đi bắt ghen. Nhiều hôm nàng khóc tấm tức bảo Trần Cung. Em nói thật nhé, chẳng thà nghèo như hồi đó mà vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ có tí tiền thì sanh tật, chả còn ngó ngàng gì tới vợ con nữa. Dĩ nhiên tất cả những uẩn khúc ấy, Phượng thương chồng không kể cho Hiên nghe. Nhưng tiếng đồn vẫn lan rộng giữa các bạn bè cũ. Chỉ có điều ai cũng tế nhị không nỡ hỏi thẳng. Cho nên cả Trần Cung và Phượng đều cứ tưởng thiên hạ không biết chuyện anh lấy căn nhà của em gái. Mà cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng ai bận tâm đặt thành vấn đề. Bởi xã hội Việt Nam vốn đầy rẫy những bất công, lừa đảo diễn ra hàng ngày. Huống chi Trần Cung là anh ruột của Thảo, thì chuyện ấy chỉ là lọt sàng xuống nia mà thôi. Người ở quê nhà lấy của người ở hải ngoại không bao giờ bị coi là có tội. Dù sao đi nữa thì khi so sánh giữa Trần Cung và Bảo, Hiên cũng vẫn thấy Bảo mới thực sự là người đáng ca ngợi. Và nhiều lần Hiên đã nói ra ý nghĩ đó cho Xuyến nghe, để Xuyến nên gắn bó lâu dài với Bảo. Đứng trước sân chờ xe của Phượng ra hẳn ngoài đường lớn, Xuyến mới quay vào khách sạn, lững thững đi lên lầu nằm chờ Bảo. Sáng hôm sau mùng 2, Xuyến giật mình thức giấc khi đồng hồ mới chỉ 8 giờ. Đêm qua Bảo ở đây với nàng đến hơn 2 giờ sáng, đem cho nàng một ngày đầu năm thật đầm ấm. Xuyến vào bồn tắm đánh răng rửa mặt, định bụng sẽ gọi cho Hiên để hai chị em kéo nhau đến chúc tuổi vợ chồng Phượng. Xuyến nhớ lại tối hôm qua Phượng lại tận đây đón mà Xuyến không đi được, lòng nàng cũng áy náy. Nàng sẽ đến thưởng thức món thịt đông ăn với bánh chưng và dưa hành ở nhà Phượng để xem có ngon như lời Phượng khoe hay không. Thời buổi này chẳng mấy ai dám ăn mỡ vì ai cũng sợ mập và sợ mỡ trong máu. Quê nhà thì đại đa số vẫn đói khổ, nhưng ở hải ngoại thì biết bao nhiêu căn bệnh nhà giàu càng ngày càng gia tăng, cho nên ăn bất cứ cái gì cũng sợ. Muối, đường, mỡ là ba kẻ thù chính của xã hội tư bản ngày nay. Biết thế nhưng Xuyến nghĩ lâu lâu ăn một lần chắc cũng chả sao. Ngày Tết không nhẽ vẫn phải kiêng cữ. Tắm xong, Xuyến quấn cái khăn bông quanh người,
quay ra bật tivi cho căn phòng đỡ trống trải. Mấy ngày đầu năm, chương trình thiếu nhi cũng như phóng sự vòng quanh các chợ Tết cùng với show ca nhạc đều mang màu sắc tươi vui, khiến Xuyến cũng thấy lòng mình chan hòa hạnh phúc. Nàng nhớ lại mỗi năm ở Úc, mùng 1 thì nàng ở nhà hoặc đi chúc tuổi, nhưng mùng 2 thể nào cũng vào casino thử thời vận, mà thường thì năm nào cũng mang bộ mặt thiểu não trở về. Có năm con bé Nhung được giải thưởng tiếng Việt xuất sắc, ban giám khảo thưởng cho 500. Xuyến bảo con: Để mẹ giữ cho nha, rồi mẹ mua quần áo mới với đồ chơi cho con nha. Rồi nàng cầm tiền của con vào sòng bài và để lại ở trong đó trong thời gian rất nhanh. 500 bạc mà vô casino thì thấm tháp vào đâu. Giờ này nhớ lại, Xuyến vẫn thấy sượng sùng vì sự bê bối quá đáng của mình. Nhân nhớ tới con, Xuyến lấy phone bấm số kêu về cho Tạo. Nhưng Tạo không có nhà. Xuyến đoán Tạo và con gái đang ở nhà bố mẹ Tạo, nên nàng ngại không muốn gọi sang bên ấy. Từ ngày Xuyến ly dị, mẹ Tạo không còn đội trời chung với Xuyến nữa. Hễ cứ nhắc đến đứa con dâu cũ là bà hậm hực chửi. Bà thường xoa đầu con bé Nhung và than: Chỉ tội nghiệp cháu tôi thôi, vừa ngoan vừa giỏi mà mẹ nó không biết thương. Cái thứ đàn bà chỉ được cái mã bên ngoài đánh lừa người ta, kỳ thực là cái đứa hư thân mất nết. Rồi bà quay sang bảo Tạo: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mẹ bảo thật, chớ có dại mà về Việt Nam cưới vợ thêm một lần nữa. Lấy người làm người ăn, chứ sang đây mang sang toàn cái của khỉ của nợ rước khổ vào thân ấy. Ngay cả khi bất chợt gặp Xuyến giữa đám đông, bà cũng nói xa xả vào mặt để làm nhục Xuyến, chứ không hề kiêng nể, dù Xuyến không còn là con dâu của bà nữa. Bà nghĩ đến công lao gây dựng của con bà bao nhiêu năm nay, bị Xuyến phá banh hết, làm bà ôm mối hận ngàn đời. Xuyến cũng biết mình có lỗi, nên cách tốt nhất là lảng tránh, chứ không cãi lại mẹ Tạo. Từ ngày ly hôn, Xuyến cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, mặc dầu nàng mới 30 mấy, mà 30 mấy ở hải ngoại thì còn trẻ lắm. Chuyến này về Việt Nam tình cờ gặp Bảo, nếu duyên trời run rủi cho thành tựu, thì đây là cơ hội ngàn vàng để Xuyến dã từ dĩ vãng làm lại cuộc đời. Nàng sẽ để con lại bên Úc cho nó ăn học, còn nàng về đây chung sức với Bảo, ít ra là lánh xa hẳn cái sòng bài Crown oan nghiệt đã làm nàng điêu đứng mấy năm nay. Lạc quan nghĩ thế, nhưng Xuyến lại chợt thở dài. Lấy Bảo có thể không khó, vì Bảo không biết gì về cuộc sống bệ rạc của nàng bên Úc. Nhưng cái chặng đường đáng sợ nhất là chạm hải quan ở phi trường vài ngày nữa. Có thoát được cái cửa ải trông gai ấy, giống như cá chép vượt vũ mơn, thì mới bàn đến chuyện tình lâu dài với Bảo được. Xuyến nhớ lại cách đây mấy bữa, lần đầu tiên đi chơi với Bảo trên đường Lê Lợi, nườm nượp người qua lại, trong đó có khá đông Việt kiều từ khắp nơi. Bảo đang định kéo Xuyến vào tiệm kem, thì có một người đàn bà trẻ cũng cỡ tuổi Xuyến hớn hở lao tới trước mặt và kêu lên: Ủa, bà Xuyến, vô rồi nào vậy? Trời ơi, tôi đâu biết năm nay bà cũng về đây ăn Tết. Viễn khách tha hương ngộ cố chi, gặp người quen từ Úc, đáng lẽ Xuyến phải vui lắm. Nhưng nàng bối rối chỉ muốn lẩn tránh, vì đó là Mỹ Hoa, một trong những người bạn casino của Xuyến mà nàng không muốn nói chuyện trước mặt Bảo. Xuyến lạnh nhạt đáp cho qua chuyện: Ừ thì tôi cũng mới về được 2 bữa. Mỹ Hoa khẽ gật đầu chào Bảo rồi lờ ngay đi để hăm hở khoe với Xuyến: Trời ơi, tiền của bà hơn thiệt á nghe. Bữa đó bà trả tôi 2.000 á, bà nhớ không? Tôi chạy vô casino liền á, bị 2.000 bà thiếu tôi đó. Tôi coi như tưởng là mất tiêu rồi chứ. Không dè bà trả tôi. Cái tôi vô crowd ha, tôi quánh chừng có nửa tiếng thôi, tôi quất lên 5.000 luôn, mừng hết lớn vậy đó. Chuyến này vô Việt Nam có tiền xài á. Xuyến ngượng đến gai người trong khi Bảo ngơ ngác nhìn Mỹ Hoa, không hiểu hết những ngôn ngữ chuyên đề Mỹ Hoa vừa nói ra bằng nét mặt hết sức rạng rỡ. Cả đời Bảo có biết casino là gì đâu, còn Mỹ Hoa nói chuyện cờ bạc có lẽ là đề tài hấp dẫn nhất, nên chẳng còn quan tâm gì đến Bảo đang đứng bên cạnh Xuyến. Xuyến vội lảng sang ngay đề tài khác, quay nhìn Bảo và giới thiệu: Ờ, đây là Bảo, bạn tôi, còn đây là Mỹ Hoa, người quen ở Úc. Mỹ Hoa toan kể tiếp chuyện chiến thắng ở Crown, nhưng Xuyến bảo: Tụi này có công việc đi gấp, gặp lại sau nha, thôi, bye. Rồi Xuyến kéo tay Bảo quay bước trước cặp mắt ngơ ngác của Mỹ Hoa. Ở Úc, nhất là trong casino, hai người thân nhau lắm. Huống chi Xuyến từng mượn tiền của Mỹ Hoa ít nhất cũng 3 lần,
vì Mỹ Hoa có quầy bán giải khát trong khu shopping center rất sầm uất. Shop của Mỹ Hoa nghỉ ngày thứ hai, đó là ngày cô đi casino và thường gặp Xuyến ở đó. Mỹ Hoa tự hỏi, sao về đây Xuyến lại hững hờ và bất lịch sự như vậy? Giờ này nhớ lại buổi gặp gỡ ấy, Xuyến vẫn còn xấu hổ. Nàng định bụng khi về lại Úc sẽ điện thoại để giải thích và xin lỗi Mỹ Hoa. Xuyến quay vô buồng tắm, tháo khăn quàng, mặc tạm cái quần lót rồi đứng làm make up. Nàng bật hết mọi ngọn đèn để nhìn kỹ mình trong gương và gật gù hài lòng vì thấy da mặt vẫn còn đẹp lắm, khác với vài đứa bạn cũ gặp ở nhà Phượng, tuy cùng tuổi mà đã thấy ẩn hiện nhiều đường nét nhăn hoặc vết nám. Ngay cả Phượng có điều kiện sung túc, được tiếng là trẻ lâu, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng thôi, chứ lại gần thì không giống nổi những tàn phai của thời gian và của buồn phiền trong cuộc sống. Người đẹp nhờ lụa chính là câu tục ngữ áp dụng cho con người Phượng. Trần cung hơn Phượng một giáp, nghĩa là sắp xỉ 50 rồi, nhưng oan ngan chơi quá làm Phượng quanh năm ưu phiền. Mà ưu phiền thì bao giờ cũng là kẻ thù thầm lặng của nhan sắc. Phượng buồn vì chồng cũng như Xuyến buồn vì cờ bạc. Tuy vậy, Xuyến chưa bao giờ phải dùng đến foundation trên mặt, chỉ cần thoa một lớp phấn nhẹ là đủ rồi. Đánh mascara xong, Xuyến mở bóp lấy thỏi son màu hồng nhạt, tự nhiên. Nhưng chưa kịp tô son thì Xuyến lại phải chạy ngược trở ra phòng ngoài vì có tiếng phone reo. Nàng đoán là Bảo, nhưng hóa ra Hiên gọi sớm, giọng Hiên hớn hở. Chị dậy chưa? Hôm qua vợ chồng em đi mừng tuổi hết mọi chỗ cần thiết rồi. Hôm nay em rảnh nè, cả ngày luôn. Chị có muốn lại đây chơi không? Hay là đi đâu chơi? Hay là lại thêm một ngày nằm dài ở nhà chờ anh Bảo? Xuyến vừa nói chuyện, vừa đi trở vào buồng tắm. Nàng đứng trước gương nhìn tổng quát thân hình mình, vì trên người chỉ mặc có mỗi cái quần lót trắng nhỏ. Chủ quan nàng thấy mình vẫn còn hấp dẫn, cho nên Bảo mê nàng cũng là phải. Nàng chỉ ân hận một điều là suốt mấy năm qua, giá đừng có những canh bạc thâu đêm, kèm theo những thao thức trăn trở, thì khuôn mặt cũng như thân hình nàng còn đẹp hơn rất nhiều. Nàng thở mạnh rồi tự hứa với mình, từ nay sẽ dứt hẳn thú đỏ đen, làm lại cuộc đời để xứng đáng với tình yêu của Bảo. Nghĩ thế, Xuyến thấy vui hẳn lên. Nàng bảo Hiên, tao sợ mày bận chứ tao có việc gì đâu. 5 giờ chiều anh Bảo mới tới đây đón tao. Từ giờ đến chiều mày muốn đưa tao đi đâu cũng được. Hay là mình lại nhà con Phượng đi. Tội nghiệp, tối hôm qua nó đến nó rủ tao mà tao đi không có được. Hiên nói như reo. Thì chính em cũng đang định rủ chị sang nhà nó đi nè. Bây giờ em điện cho nó nha. Chị sửa soạn đi, độ chừng nửa giờ em tới. Nửa tiếng có kịp không đó? Xuyến không muốn bất cứ ai lên phòng mình nên nàng đáp ngay. Kịp chứ, dư sức mà. Tao đâu có make up nhiều đâu. Tao chờ mày dưới lobby nha. Dứt lời, Xuyến cúp phone để tiếp tục trang điểm. Tô môi xong, nàng khom người cúi đầu thật sâu xuống, rồi hất mạnh mái tóc ngược lên. Nàng nhìn lại khuôn mặt mình một lần nữa, hài lòng cầm cell phone ra ngoài mặc quần áo. Nàng định mặc bộ đồ mới mua hôm đi với Hiên, định bụng bây giờ đến nhà Phượng chơi rồi chiều nay cũng vẫn bộ đồ đó đến nhà Bảo. Nhưng nàng lại đổi ý ngay vì trời Sài Gòn nóng lắm, không thể mặc một bộ quần áo cả ngày được. Nghĩ thế, Xuyến cứ đứng phân vân một lúc khá lâu rồi mới quyết định mặc lại bộ đồ cũ hôm qua đã đến nhà Hiên, nhưng may mắn là cả Hiên lẫn Phượng đều chưa nhìn thấy. Xong hết mọi chuyện, Xuyến lấy bóp ra cửa, xuống lobby ngồi chờ Hiên. Trước khi đi, nàng cẩn thận cúi nhìn cái vali dưới gầm giường theo thói quen. Mặc dù không cần nhìn, nàng cũng vẫn biết nó nằm ở đó và chẳng có ai động tới. Vừa khép cửa thì lại có tiếng phone reo. Nàng đoán ngay là Bảo, nhưng hóa ra Phượng kêu. Phượng nói, ê, con Hiên nó vừa điện cho tao, mày cứ chờ ở khách sạn nha, khỏi phải đi taxi, tao sẽ đem ô tô tới đón mày. Xuyến ngạc nhiên nói, ủa, sao không để xe cho chồng mày đi? Ngày Tết không lẽ bắt ông nằm ở nhà? Ông muốn đi đâu thì cứ để ông ấy đi đi, ba đứa mình gặp nhau tốt hơn. Thâm ý Xuyến là không muốn có sự hiện diện của Trần Cung bên cạnh khi bạn bè cũ gặp lại. Tha hồ đùa giỡn phá vách mà khỏi phải giữ gìn gì cả. Nhưng Phượng buồn rầu nói, tao đang bực mình ông đây nè. Ngày Tết không lẽ vợ chồng cãi nhau thì kỳ quá. Tối hôm qua lúc mà tao ở bên mày tao về đó, tao lái xe qua nhà ông Phong đón mấy bố con về. Ông nhất định không chịu về. Năm ông cứ chúi đầu vào cái bàn xì phé, chả còn biết trời trăng gì nữa. Tao ráng tao nhịn, tao cắn răng tao ngồi tao chờ đến 1 giờ sáng. Tao giục về, về còn ngủ chứ, sáng nay còn phải đi mừng tuổi mấy nơi nữa chứ.
Ông bảo chứ em đem con về trước đi, anh chơi một lúc nữa rồi anh về. Tao bực ơi là bực, nhưng mà tao ráng tao cắn răng, chứ tao hỏi mày trước mặt bạn bè mà lại ngày đầu năm. Xuyến ngắt lời. Chơi cái gì mà mê dữ vậy? Xì phé tức là poker phải không? Phượng chép miệng đáp. Tao có biết poker là cái quái gì đâu, cứ nghe mấy ông ấy gọi là đánh phé hay là đánh xì xì gì đó. Đời tao, tao ghét nhất là cờ bạc. Cờ bạc làm cho con người bệ rạc, mất tư cách. Nhưng mà ghét của nào, trời trao của đó. Xuyến thấy ngượng ngùng vì có cảm tưởng như Phượng đang mắng Xuyến hoặc chửi xéo Xuyến, vì biết Xuyến rất mê casino. Thật sự thì Phượng hoàn toàn không có ý ấy, vì không hề biết Xuyến có máu đỏ đen. Phượng cũng chẳng thù ghét dân cờ bạc lắm đâu. Phượng chỉ uất hận chồng vì hôm nay mùng 2 Tết, Trần Cung đã hẹn sẽ đem vợ con về chúc tuổi và ăn Tết bên gia đình Phượng. Mùng 1 thì ở nhà cha, mùng 2 nhà vợ, mùng 3 nhà thầy. Thế mà Trần Cung ham chơi nguyên đêm, bây giờ 7 giờ sáng mới mò về rồi lăn ra ngủ, làm hỏng cả dự tính của Phượng. Từ sự bực bội ấy, Phượng vô tình lên án dân cờ bạc quá nặng nề, làm động lòng Xuyến mà Phượng không hề biết. Xuyến chống chế dùm Trần Cung. Ừ thì gặp bạn bè mà, chơi nho nhỏ cho vui thì có sao đâu, mày khó tính quá. Phượng vẫn bám quan điểm của mình. Chơi nhỏ từ từ thành to, thành sát phạt lúc nào không hay. Cờ bạc là bát thằng bần mà, cửa nhà bán hết cho chân vào tù. Mày thấy không, xưa nay nè, có ai nghiện cờ nghiện bạc mà ngóc đầu lên được đâu. Giọng Phượng càng nói càng hậm hực. Nàng nhịn chồng quá nhiều rồi nên bây giờ có dịp phun ra bắt Xuyến phải nghe. Đó là cái xui của Xuyến, chứ thật ra Phượng có thù oán gì dân cờ bạc đâu. Những canh bài lặt vặt mà Trần Cung lâu lâu tham dự với bạn bè, ăn thua tối đa vài triệu bạc Việt Nam, thì cũng chỉ giống như muỗi đốt gỗ, chứ có thấm tháp vào đâu. Ông đang ở giữa thời kỳ kiếm tiền thật dễ dàng, tiêu pha vài trăm đô là chuyện quá nhỏ. Cái mà Phượng oán Trần Cung chỉ là tật mê gái của chồng thôi. Ông lén lút nuôi đảo nhí đã đành, mà ông còn công khai đi bia ôm, karaoke, vô vũ trường hoặc la cả ở những quán ăn mà hai tay chỉ để ôm gái chứ không cần phải cầm đũa. Điều ấy đối với Phượng mới là một sự sỉ nhục, một đe dọa nghiêm trọng cho hạnh phúc gia đình, mặc dầu đại đa số đàn ông Việt Nam hễ có tiền đều như thế cả. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Trần Cung lúc nào cũng ở thế mạnh, nên những lời cằn nhằn của vợ không hề làm ông bận tâm. Có hôm Phượng nói dai quá, ông bực mình quay lại nạt một cách tàn nhẫn. Cô im đi, tôi làm ra tiền tôi không có quyền xài hay sao? Tôi cho cô nhà cao cửa rộng như thế này, cô còn muốn gì nữa? Không có tôi thì cô đi bán xôi chứ làm gì ra tiền. Giờ cô muốn quản lý tôi hay sao? Vừa thôi, ở được thì ở, không ở được thì đi. Đến nước đó thì Phượng chỉ còn nước ngồi khóc mà thôi. Hôm nay thì Phượng giận chồng lại hoàn toàn vì lý do khác. Trần Cung mệt quá không đưa Phượng và các con về chúc Tết bố mẹ nàng được. Nàng thấy như thế là bất công với gia đình nàng, nên mới hằn học chửi Trần Cung, rồi bực mình rủ chị em Xuyến đi chơi. Xuyến đã xuống tới lobby, lại ngồi trên chiếc ghế bành kê sát vách. Cô nhân viên bỏ quầy tiến lại chào Xuyến và mời nàng sang phòng ăn, dùng bữa sáng. Xuyến đang bận phôn chỉ khẽ gật đầu chào, rồi giơ tay làm hiệu từ chối. Nàng hỏi Phượng. Mày vừa bảo là mày phải đi mừng tuổi, cần thì cứ đi đi, đón tao làm cái gì? Phượng thở dài thườn thượt, uất ức nói. Đi làm sao được, định về bên nhà tao, nhưng mà gần 7 giờ sáng ông Cung mới mò về. Bây giờ lăn ra ngủ như chết, có biết gì nữa đâu. Thôi đi, cứ để cho ông ngủ đi, mày với con Hiên lại đây, mình ăn sơ sơ cái gì rồi đi chơi. Tao ra xe đây, chút nữa gặp nói chuyện thêm, tao còn nhiều chuyện lắm, mấy năm này chưa có dịp kể cho mày nghe. Cúp phôn rồi, Xuyến đẩy cửa chính bước ra sân. Không gian thoáng mát trong ánh nắng mai, nhưng chắc chỉ chút nữa trời lại nóng hừng hực. Xuyến thả bộ đi lang thang về phía cuối sân. Bên kia con đường nhỏ chạy ngang hông khách sạn, xe cộ còn thưa thớt. Xuyến thấy ở đầu con hẻm đã có một đám con nít khá đông chúi đầu vào sòng bầu cua cá cọp, cãi nhau ầm ĩ. Xuyến đứng nhìn một lúc, vui lây cái vui hồn nhiên của tuổi trẻ. Xuyến để ý thấy sòng bầu cua tuy toàn con nít vây quanh đặt tiền, nhưng người cầm cái ngồi lắc xí ngầu là một người đàn ông đã trung niên, có nghĩa là người lớn dụ dỗ con nít. Bao nhiêu tiền mừng tuổi của gần 10 đứa bé ấy rồi sẽ từ từ vào tay gã hết.
y như những casino khổng lồ từng dụ dỗ bao nhiêu người như Xuyến đến nộp tiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Xuyến thấy mình trách casino là không đúng. Họ có dí súng vào đầu Xuyến, bắt Xuyến phải vào chơi đâu. Chẳng qua cũng chỉ vì sự yếu đuối của Xuyến mà thôi. Bằng chứng là Xuyến đã từng phải nói dối tạo, rồi lừa cả con gái để lén đi đánh bài kia mà. Như vậy chung quy vẫn là lỗi ở Xuyến, chứ đâu phải tội của sòng bài. Đứng ở góc sân nhìn sang sòng bầu cua một lát, Xuyến quay trở lại cửa khách sạn, vào trong ngồi chờ Phượng. Mới sáng sớm mà khách ra vào đã khá đông, ai cũng tươi cười gật đầu chúc tuổi nhau dù không quen biết. Ngày đầu năm phải như thế mới đem lại điều may cho 365 ngày sắp tới. Trên quầy tiếp khách của nhân viên sáng nào cũng có chồng nhật báo để ở đó cho khách đọc. Hôm qua mùng 1 báo đóng cửa, hôm nay là tờ báo đầu tiên trong năm. Xuyến tiến lại cầm một tờ coi cho qua thì giờ trong lúc chờ Phượng. Nàng trở lại ngồi xuống cái ghế bành sát vách, đọc thoáng qua những hàng tít lớn trên trang nhất, in bốn màu rực rỡ, nổi bật bốn chữ chúc mừng năm mới đóng khung màu đỏ. Tin tức nói chung chẳng có gì hấp dẫn ngoài hình ảnh một đám đông người Tây Phương đi chợ Tết. Nhà nước hân hoan công bố năm nay gần nửa triệu Việt Kiều và người nước ngoài vào Việt Nam ăn Tết. Xuyến hững hờ lật qua trang 2, không ngờ một bản tin ở cuối trang bỗng làm Xuyến giật mình tái mặt. Cách đây 3 hôm, tức 29 Tết, một Việt Kiều trên đường từ Sài Gòn trở lại Úc đã bị hải quan phát hiện dấu bạch phiến trong hành lý. Cảnh sát phi trường đã bắt giữ nghi can cùng tịch thu được hơn 1 kg bạch phiến để trong túi xách tay. Phía dưới bản tin có đăng hình ông Việt Kiều bị còng tay dẫn đi giữa hai người công an sát phục và đám đông hành khách tò mò đứng theo dõi. Xuyến buông tờ báo, hai bàn tay lạnh toát và tim đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Nàng đứng dậy đi tới đi lui, nét mặt nhợt nhạt như vừa bị trúng gió. Trông người lại nghĩ đến ta, Xuyến không biết phải làm gì bây giờ. Hóa ra chuyến này đường dây chuyển vận bạch phiến giữa Sài Gòn và Úc không phải chỉ có mình Xuyến. Xuyến nhớ rõ lời chị Nam bảo, cả 100.000 người về dịp Tết hải quan đâu có dò xét đâu em. Ngẫm nghĩ một lúc, Xuyến đẩy cửa bước ra sân, tất tả đi nhanh về phía hông khách sạn, nhưng cách xa hẳn sòng bầu cua bên kia đường. Nhìn quanh không có ai, Xuyến lấy cái cell phone run run bấm số gọi cho Hiếu, dù không biết gọi cho gã để làm gì. Trong lúc hoảng hốt, nàng chỉ cần một người quen nào đó chia sẻ bớt nỗi lo âu của mình. Nàng sẽ hỏi Hiếu xem cái người vừa bị bắt ở phi trường có nằm trong hệ thống chuyển hàng của Hiếu hay không. Hiếu dặn nàng chỉ khi tối cần mới liên lạc. Đây chính là lúc tối cần, bởi bản tin sét đánh kia đang làm nàng cực kỳ hoang mang và kinh sợ. Nàng bấm số rồi hồi hộp lắng nghe, nhưng chỉ nghe tiếng máy nhắn tin. Nàng kêu liên tục 3 lần, Hiếu vẫn không trả lời. Như vậy thì chắc Hiếu cũng đang bận nói chuyện phone, và như vậy cũng có nghĩa là người vừa bị bắt có thể có liên hệ đến đường dây của Hiếu. Gọi Hiếu không được, Xuyến bấm số kêu chị Năm bên Úc, nhưng cũng chỉ có tiếng máy nhắn tin. Xuyến hết sức bối rối, nhưng lại đoán rằng chị Năm đang nói chuyện với Hiếu, vì cả hai đều bận đường dây, có nghĩa là cả hai đang bàn chuyện ông Việt Kiều vừa bị bắt. Xuyến chờ vài phút rồi kêu chị Năm một lần nữa. Chị Năm vẫn không trả lời. Xuyến đi tới, đi lui, nắm chặt cái phone trong bàn tay và đôi mắt rưng rưng muốn khóc vì không biết xử trí ra thế nào. Toan quay trở lại khách sạn để lên phòng thì có tiếng phone reo. Nhìn thấy số của Hiếu, Xuyến mừng rỡ, nói ngay. Anh Hiếu hả? Xuyến đây. Tôi vừa mới đọc báo, có ông Việt Kiều mới bị bắt ở phi trường hôm 29 Tết. Tôi lo quá. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông xa lạ,